vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cùng trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân na bà, chư thiên phạm thiên cùng là vô tượng được mà hưởng an. Hứa có hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạnh ngay. Có người làm phước được xài, hãy đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quy dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh năng mạng trường. Sinh thâu phước bắt cung dường, hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Gia, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tri Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức đã quan năm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama trồng được 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng Pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Thai, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sinh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính lãnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ và quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cùng thịnh pháp sư trước khi được ngài Liễu Tâm trả lời những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh cũng kính mời quý vị các câu hỏi để một tuần lễ đạo tràng chúng ta chỉ có được một ngày thôi, nên quý vị cố gắng có câu hỏi nhiều vào để ngài trả lời cũng như để Nhật Quỳnh được học hỏi ạ. Nam mô Bích Tha Dạ. Một lần nữa kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thịnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu at da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu at da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu at da ha sa. Ram mắt Ram ma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi ba rang a ya cha tha san ti tha sa ta ba ra cha kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sa tham ma phê ri vi na yan cha ka yan suốt tan cha bang thang a bi tham ma cham mang a ko ka yan to ta tu sa cha đăng đăng bắp bơ tha nai ye ba di sa ya mạch chê. Phạm thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Việc làm mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ giáp an toàn. Một lòng trăng thối thâm mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngày thuyết pháp nói tràng tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân mít đến ngài ạ.
Nam mô tát sa pha hoa tô a ra ha tô sam ma sam bô tát sa Nam mô tát sa pha ga hoa tô a ra ha tô sam ma sam bô tát sa Nam mô tát sa pha ga hoa tô a ra ha tô sam ma sam bô tát sa Nam mô bát tha dạ kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư cận sinh nam sinh nữ trong đạo tràng hy vọng quý vị nghe tiếng chuông rõ rõ Nam mô bát tha dạ Nam mô Bụt Tha dạ, dạ sa thú lành thay, dạ con nghe âm thanh ngài rất là rõ, dạ đạo tràng có nghe âm thanh của ngài Liễu Tông rõ không? Cho xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha dạ, dạ đạo có nghe được âm ngài Liễu Tông rõ không? Quý vị có nghe được rõ không quý vị? Dạ cảm ơn. Marichetti, à, kính chào Vinh Kinh, kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu chưa vào đạo tràng. Dạ Nam mô Bích Tha, dạ bây giờ thì đã đến giờ, dạ kính cảm ơn Giang Nhất Hạ đã cho biết âm thanh của ngài rõ. Dạ Nhật Bình kính mời bằng tay quý vị đã đến giờ của ngài Liễu Tông trả lời những câu hỏi. Dạ kính mời bằng tay đạo tràng và mời những đích chát. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ một lần nữa Nhật Bình kính mời đạo tràng. Dạ, mời những câu chết chát cũng như mời những bàn tay ạ. Bữa nay Vinh Kinh vào đạo tràng rất là sớm. Dạ, vậy thì chắc là Nhật Quỳnh mời Vinh Kinh quá. Dạ, nếu Vinh Kinh có thời gian vào đạo tràng sớm, chắc Vinh Kinh đã có chuẩn bị rồi. Dạ, nếu được thì Nhật Quỳnh mời Vinh Kinh hỏi trong cái lúc mà... Dạ, để quý vị hỏi trước, Nhật Quỳnh mời ba lời Vinh. Dạ Nhật Bình mời ba lần rồi mà chưa có thấy câu hỏi nào hết. Mỗi khi Nhật Bình mời mà không có câu hỏi thì Nhật Bình xung phong. Nhưng mà hôm nay có Huynh thì để Huynh mở hàng đi. Dạ Huynh mở hàng mấy câu đi rồi từ từ hả. Dạ từ từ cháu nó mới nhừ phải không. Dạ một lần nữa dạ Nhật Bình kính mời quý vị à. Mời tất cả những bàn tay cũng như mời tất cả những câu chết chát thì Nhật Bình xin đọc à. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ không hay hỏi thì con xin hỏi ưu tiên đi. Dạ con không có con hỏi mở hàng mà con nghĩ hôm nay con mở hàng chắc là đặt hàng tại vì mở và đóng luôn đó Huynh không có đâu. Dạ mở hàng xong rồi thì chắc hàng tại vì có Huynh đã vào sớm rồi bảo đảm là sẽ đặt hàng không có ế đâu. Dạ Nam mô Bích Thai nhá. Dạ bạch ngài, ngài cho con hỏi một câu tại con hôm trước con cũng học thấy cái câu này cũng rất là hợp tình hợp lý với bản thân con nên con xin hỏi bạch ngài, thí dụ như khi mình chết mà mình muốn bỏ xả bỏ cái thân này á thì mình hiến xác cho khoa học hay là cách thứ hai là mình thiêu rồi mình đem mà rải sông rải biển. Trước đây thì con nghĩ là nếu mà mình hiến xác cho khoa học á thì con cái mình nó dướng mắt nó này kia nọ ghê gớm lắm. Dạ con có hỏi ý thì nó làm thấy ghê lắm thì con mới nói là thôi vậy là con nếu mà con chết thì đem thiêu con rồi rải xuống sông. Nhưng mà con nghe một nơi giảng là coi như là mình từ lúc bây giờ mình phải có tâm ý là mình xả thân này đi để mình hiến xác cho khoa học đi để ai làm được gì thì làm để mình không dướng mắt. Dạ con kính bạch ngài, ngài chỉ dạy cho con nên hành xử như thế nào để mình khỏi dướng mắt bạch ngài. Nam mô Bụt Tha dạ, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Tha dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Mình hiến xác là khi nào để có lợi cho cái phần cái gì đó mình mới làm chứ còn không có lợi đốt và dục cho nó nhanh cho nó đỡ dơ à. Chúng ta nói khi nói có lợi là nói như thế nào, ví dụ mình hiến cơ phận là nó có lợi nhưng mà cỡ
Câu Nhật Quỳnh Sư hay là Kinh Mi Liên Đai là ngày đưa trưởng lão trợ chủ rồi mà thất tập cổ lại Mỹ rồi thì thôi chứ tiếng cơ phận người ta đâu còn xài nữa. Quỳnh đừng có ngó, Quỳnh cũng vậy ta, cái cổ Quỳnh cũng giống Mỹ, giống như cổ Sư vậy đó. Thành ra mình nghĩ đâu có lợi lộc gì đâu, thấy không? Thành ra tốt nhất theo sư đó, nghĩa là ở cái tuổi mà cái này xài không được rồi thì đốt dục chứ không có chôn, không có chiết gì đó. Dạ, để con cháu nó khỏi phải dính. Ví dụ mà chôn nó dính mắt, nó đi đâu nó không biết ai, cái lâu có người tới thăm đồ này kia ông sùng thì cho mệt. Ở xứ ở những cái xứ ở ngoài này đó là công ăn việc làm nó thay đổi nhanh như xét đánh, nó đi nó cũng ngại rồi này kia ông sùng, thì mình làm gì để cho nó mệt. Theo sư thì cái tuổi già rồi cái rồi đó thì cơ phận này xài không được thì đốt dục là khỏe nhất, để khỏi phải làm phiền ai cả. Chứ còn mình hiến nhiều khi nó hoài nói cho nó cũng đem vô, nó thấy không được thì nó cũng đem nó bỏ xó nào để cho làm sao nó xài gì được nữa, thấy không? Hiến khi nào mà nhưng còn không thì mình chỉ hiến một tuần thôi, nó coi cái xác này có gì học được học, còn xong xuôi là dục chứ không có để giữ lại làm cho mệt người ta. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thủ còn thành kính tri ân ngài dạy rất là hữu lý. Dạ, và cũng con thấy gì nó cũng rất là hợp lý với con cháu mình, nó không phải vướng mắt này kia để nó làm như là cái sắc này quý lắm á. Nhà nói tới hiến sắc lên nó nhảy cả tưng, nhà con tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, Nhật mình kính chào Vinh Minh Tâm mới vào đạo tràng. Vinh Minh Tâm vào đạo tràng có câu hỏi không? Có làm chị giải cho ngài được không? Cho Nhật Bình một tín hiệu. Dạ, một lần nữa Nhật Bình kính mời quý vị. Mời quý vị có thể đưa những bàn tay và cũng như có thể có những câu chật chát. Rồi mời Vinh Minh Tâm. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nhà trước hết con kính đảnh lễ và vãn an sức khỏe sư Liễu Tông, sư Trí Đức. Và kính chào Phật tử. Dạ, sư nói có lý, mới đây báo nó có viết sư cái ở Mỹ này mấy cái mà người già già đó, dạ, thì nó sợ vấn đề thư kiện nữa, nó không có xài, nó dục hết rồi. Tại bỏ vô mà không xong mới công mấy người mà nhận được ta thư kiện nữa. Nhà cho nên vừa rồi bài báo nó viết nó cũng nói nước Mỹ này phí quá. Dục bỏ nhiều quá. Dạ, thưa sư, cái vấn đề có nhiều người, thưa sư, người ta chết và rồi cái người ta lấy hài cốt, rồi người ta mang cái hài cốt người ta đem đi đó người ta chôn sư, hoặc là người ta làm những cái mã mà bên trong nó là coi như không có gì trong hết, tức là làm những cái mã gọi là tượng trưng, cũng ghi tên tuổi ngày tháng nhân dân, nhưng mà ở trong cái mã thì không gì hết, bởi vì cái người đó họ chết ở cái nơi nào đó lâu quá rồi người ta không có tìm được hài cốt. Dạ, thưa sư, thì đối với người Phật tử Nam Tông có nên làm cái chuyện đó hay không thưa sư? Dạ, bởi vì cái người Việt Nam mình thì ta nói sống có cái nhà chết có cái mồ, nhiều khi hồi xưa con cháu nó nghèo nhưng bây giờ nó khá rồi thì nó quất đại cái nhà mồ mà ở trong đó thì không có gì hết. Thì thỉnh sư giảng dạy là người Phật tử Nam Tông có nên chạy theo những cái đó hay không ạ? Dạ, con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị Phật tử, mà tại vì mình tu với cái sự nô lệ văn hóa của Tàu mới có mấy chuyện mà tào lao vậy thôi, chứ bây giờ để một số cái nước khác cũng theo Phật giáo, có thể là không phải Phật giáo không thấy, họ cũng đâu có coi cái xác thân này quan trọng đâu. Đó. Ở Ấn Độ thì nó thủy tán, nó đốt được nhiều hay nhiều, còn không nó quăng xuống ấy cho mày trôi đâu mày trôi. Ở Tây Tạng thì đem ra nó quăng trên cái đồi núi đó cho chim ăn cho rồi, mất gì đâu, có ai nói gì đâu, thấy không? Còn mình không muốn thì muốn cho có vệ sinh thì nên đốt cho nó chắc ăn nhất, không cần chôn chết gì đó.
ai cũng chẳng phải lập chỗ rồi ấy vậy đó. Quý vị nên nhớ gì nào bên ở đây không biết có biết cái gì nào ở bên Tây đó, thấy cái mấy cái nghĩa địa nó giờ nó đem mà nó đốt hết chứ không thấy không? Bởi nó không có đủ đất á, chứ không phải dễ đâu. Từ cái lúc mà cái đó cũng là cái trở ngại, không có đủ đất ấy mà mấy nghĩa địa của Tây thì quý vị biết nó làm cái mồ nở mồ nấy giống như tòa lâu đài vậy đó. Nó tốn đất tốn đồ và nó đào lên nó đốt đào lên đốt hết á, chứ nó không cho mình giữ nữa đó. Mà bây giờ mình tính mình làm cái nhà giống như Vinh nói, mai mốt không có chỗ ở chứ không phải không, không lẽ tới đó nó cho mướn mấy cái đó thấy vô đó có chỗ nằm vô nằm luôn cho chắc ăn ngay rồi, không có nên làm như vậy vô phí. Thì tưởng mình làm mục tiêu của mình làm theo giáo pháp Đức Phật là mình hành theo pháp của ngài để mình không còn luân hồi nữa, tức là không còn chôn nữa, đốt một lần thôi còn để dài ba chục năm lần nữa sanh làm người thì 70-80 năm mới đốt một lần, sanh ra làm mấy con thú nướng hoài gì đâu, mình không thấy à, vô chicken gì đó, tất kỳ fried chicken hay gì đó nó đốt hoài này. Nghe không, ngày nào cũng có đốt để làm gì cho mệt vậy, làm sao đi ra khỏi để đừng bị đốt nữa, là cái đó là giải pháp hay nhất. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú dạ con kính trân sư Liễu Tông. Dạ sẵn sư nói cái vụ mà barbecue thú vật nhà con, con cái thắc mắc nhỏ nhỏ là vừa rồi ở bên Brazil á thưa sư, dạ tức là trái rừng Amazon á thì do cái ông tổng thống mới này lúc ông lên á thì ông khuyến khích dân là nên gọi là đốt rừng, và dạ, đốt rừng để lấy thêm đất, à, tức là lấn đất vô trong những cái khu rừng Amazon á, à, bỏ quan phí quá, thành thử ra ông khuyến khích người ta đốt rừng để lấy đất canh tác thì nó có nhiều lợi lạc hơn. Dạ thì đốt bây giờ nó cháy từ lưa hết trơn, dạ nó cháy tùm lum, thì ý của con đây muốn hỏi cái chuyện là khi mà mình đốt rừng để mình canh tác á thưa sư, dạ thì mình với cái mục đích là mình đốt rừng canh tác, dạ nhưng mà nhiều khi cái rừng đó nó cháy rồi nó chết biết bao nhiêu cái chúng sanh nó nằm ở trong đó, dạ bởi vì những cái đám cháy nó rất là lớn, dạ mà không thể dập được. Dạ thì cái người xuất phát là do mình, dạ, thí dụ gì đó một cái người khai quang mà mình đốt thì như vậy mình có bị nghiệp gì không thưa sư, hay là cái chuyện đó là cái mình đốt cái chuyện nó lỡ nó cháy thì coi như đàn em ở trong đó là coi như là thành barbecue hết luôn, bởi vì rừng nó lan rất là nhanh không có cách nào mà thoát được. Dạ thì thỉnh sư như vậy mình có bị nghiệp gì không thưa sư, hay là cái đó tại nghiệp của những con thú đó, còn kính thỉnh sư. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Quỳnh Minh Tâm ở Việt Nam có nghe câu là nhất phá sơn lâm mà nhị đâm mà bá không? Phá rừng với tất cả tất dưới mọi hình thức đều mà tạo nghiệp lớn chứ không phải nghiệp nhỏ rồi đó. Nên tổ tiên mới có câu là nhất phá sơn lâm nhị đâm mà bá này đó. Tại sao mà mình lấy một cái thí dụ trong chuyện tiền thân của Đức Phật, chuyện tiền thân sư huynh nó xả má đó. Nghe trong tiền kiếp Bồ Tát có lần là bắn cái hoa mà trong hoa nó có con ong. Rồi sau này ngày cái kiếp sau ấy, những cái kiếp sau đó, kiếp ngày sinh làm sư huynh nó xả má, tức là cái kiếp đó để ngày tu về tâm từ đó. Xung quanh ngài và thú vật lắm, ngài nuôi cha mẹ mà hình như bị mù ở trong rừng vậy, ngài ra ngài đứng ngài chơi vui chơi với mấy con đó, anh nai rồi này kia nó về, ông vua đi săn tới thấy nai ông dương cũng bắn nai, mà ông ngài ông bắn dở quá nên ông không bắn trúng nai, bắn trúng Bồ Tát, thấy chưa. Cái tiền nghiệp đó, vô tình thì con ông nó vẫn quan trái được với mình, huynh đốt rừng là bao nhiêu chúng sanh nó vẫn quan trái được, cái tại cha đã đốt ra tôi phải khổ vậy thì mình cũng cộng nghiệp chứ làm sao không cộng. Nhưng mà cộng thế nào thì chuyện đó chúng tôi không có rõ, nghiệp mà không ai hiểu ngoài trừ Đức Phật nó hiểu rõ ràng thôi, nhưng mà mình vẫn thí dụ chuyện bình thường thôi ha. Mình tâm biết mấy ông sư là không có ăn sao ngọ mà lâu lâu lén lén mua đồ ngon ngon giấu đem vô cho mấy ông ăn trễ trễ nhất tại chùa nó vắng. Sư phạm giới mình có tạo nghiệp không?
mình là cái nhân để người ta phạm giới mà không tạo nghiệp cho được, chứ đừng có chết. Thành ra làm gì làm mình cũng đang suy nghĩ là khi tác ý mình vào là tác ý mình không có giết, nhưng mà cái hành động mình làm chúng sanh khác chết thì mình không có trực tiếp giết, nhưng mà chúng sanh nó vẫn quan trái như với mình như thường, chứ đừng nó không có quan trái. Nam mô Bổn Thầy nhé. Dạ sa thú sa thú, và dạ, con kính chào sư Lữ Tông. Dạ xin mời quý vị Phật tử hoan hỷ giơ tay lên đặt câu hỏi à. Ô, dạ, xin mời quý vị có thể tách chat. Dạ hồi nãy giờ có lỡ sót câu hỏi nào của quý vị không ạ? Dạ không thấy, thấy toàn là âm thanh rõ không thôi. Dạ mời quý vị tham gia quý vị. Dạ, sa thú bằng tay cô Nhật Bình. Dạ mời cô Nhật Bình lên. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ cảm ơn Vinh Minh Tâm. Dạ cảm ơn chị Meta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ Nam mô Bích Tha. Dạ, do câu hỏi của Vinh Minh Tâm con nhớ một câu chuyện bạch ngài. Dạ, con kể ngắn gọn thôi để ngài có thể chỉ dạy cho con. Dạ, có một vị thầy tức là tu theo Phật giáo phát triển, thì mới hỏi một người Phật tử Nam truyền là cái vị sư đó tu ở cái chùa đó vậy, rồi ăn thì dùng thức ăn mặn như vậy á, rồi có 12 giờ qua 12 giờ không ăn vậy, rồi có Phật tử nào mà mua thức ăn đem vô buồng á để cho vị sư đó ăn hay không? Thì người Phật tử Nam truyền nói này, dạ đâu có đâu, không ăn là không ăn chứ sao lại có vụ mà đem vô buồng cho ăn. Thì cái vị thầy ấy nói thì ăn có sao đâu, mình đem vô buồng kính mình ăn thôi mà. Dạ ý con hỏi qua cái câu chuyện như vậy đó bạch ngài, mà nếu mà cái người Phật tử mà nghe cái lời vị thầy đó mà thương sư phụ mình á, mà mua thức ăn đem vô buồng nhà cho cái vị sư đó ăn, là vị sư nếu mà vị sư ăn thì đúng là sư không giữ giới là đúng rồi, nhưng mà cái người Phật tử mà tác như vậy có phạm giới không thưa bạch ngài? Ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bổn Thầy. Dạ Nam mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị, mình có tác ý mình cho mấy ông ăn sái giờ, tức là mình đã làm là cái nhân để cho người ta phạm giới, mà mình nói nghe là đứt giới thì không có giới nào để đứt hết á, nhưng mà vẫn là tạo nghiệp để đưa con đường đi xuống như thường, chứ không phải là mình ấy. Bởi vì có những cái chúng tôi nói kỳ trước đó, có những cái điều mà không có phạm giới, nhưng mà cái điều đó vẫn đưa mình đi xuống bốn đường ác đạo như thường. Ví dụ như không có cái giới nào cấm rượu đó, nhưng quý vị bán rượu là quý vị đi xuống, chứ không có đường nào đi lên hết á. Thành ra cái đó không có những cái chuyện mà mình cứ nghĩ là ôi tôi đâu có làm gì đâu phạm giới. Không cần khởi phạm đâu, mình giữ ngũ giới để ngũ giới á, quý vị nên nhớ ngũ giới tức là cái giới hạn giữa cõi nhân thiên và bốn đường ác đạo thôi. Chứ nó không cái dạng thời, chứ nó không có cấm. Nhưng mà cái thọ tam quy đó thì cái đó là giới hạn để có thể đi lên cao lên, mà không có cơ hội đi xuống rất là ít. Thành ra mình hiểu có những cái chuyện mà mình không có làm, mình làm nhưng mà không phạm giới, vẫn có khả năng đưa mình đi xuống bốn đường ác đạo như thường, chứ không. Ví dụ cho trong những cái câu chuyện mà trong năm cái điều mà gọi là mít trả cầm má đó, tức là tà nghiệp đó, bán rượu hay là bán thuốc độc đồ này kia, nó không có chỗ nào nói là đức giới đó. Nhưng mà tại sao phải đi xuống rồi là bà giá múc hạ, tức là đó là cái cửa để đi xuống bốn đường ác đạo. Thành ra mình đã cẩn thận ra, chứ không phải mình biết ông sư không ấy thì mình không bao giờ mình ấy đó. Còn mãi mình đem tới, tức là mình đưa cái đó là vấn đề ở mình rồi. Bởi vì nhiều khi
ông sư đó ông có thể là ông thèm món gì đó mà ông ăn ăn được rồi mình biết rồi mình đem dân là ông quên đó, bởi vì thật sự ra nó phạm giới sám hối được, nhưng mà cái người làm hành động đó thì sám hối không có được. Bây giờ này nhớ giới cứ khá cái giới của tỳ kheo, giới tỳ kheo những cái giới nặng thì không sám hối được, nhưng mà giới nhẹ thì sám hối. Nhưng mà ngũ giới của cư sĩ hay tám giới mình thọ là đức luôn phải xin lại chứ không có cái nói là tôi sám hối để hết, không có. Nên có những cái chuyện mà người ta đồn đại mình không biết có đúng hay không, nhưng mà những cái sự việc vậy đó thì mình là cần sĩ nam cần sĩ nữ thứ thiệt là không có nên làm. Bởi vì cần sĩ nam cần sĩ nữ mà biết giới luật của ông sư đó thì mình tới chùa mình làm cho cái chùa đó nó phát triển nhiều hơn, chứ nhất là không thể nào là không có xấu đi. Tại vì khi mà sư tăng mà thấy mấy người này tới chùa mà họ đọc giới luật của biết giới luật ông sư đó thì nó là một cái trở ngại để cho ông sư có những cái quyết định xấu xa, phải không đó. Nhưng mà rất tiếc là có những cái hệ của Phật giáo đó là họ tuyên truyền là đọc luật của ông sư là mù mắt, là Phật tử không đọc cái cấm đầu của ông cổ, muốn làm gì làm nó, nhiều khi mình làm vô chùa mình không tạo phước, mình tạo nghiệp ác không hay, cái đó rất là nguy hiểm, thành ra không nên làm. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú con thành kính tri ân ngài trả lời câu hỏi để con tránh được cái nghiệp ác mình tạo. Nhưng mà khi con hỏi câu này đó, con thấy như một dòng sông dắt lên những cái câu là con không nên hỏi, con không nên nói xấu người khác. Dạ, Giang Nhất Hạ chờ Nhật Quỳnh chút xíu nha. Dạ, dạ bạch ngài, thí dụ con hỏi để cái người Phật tử chúng con tránh được cái đức giới như vậy thì con có phải là con soi mói người khác hay không? Dạ, và hỏi trong cái room hay không bạch ngài? Dạ, ngài chỉ dạy cho con Nam Mô Bổn Thầy, giá nếu không nên thì sau này con không hỏi những câu này. Cái này là sự thật có luôn á bạch ngài, là vừa xảy ra luôn, con không nêu danh thôi chứ không phải là con nghe đồn đãi gì hết. Dạ, con kính nhân đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô Bổn Thầy, giá kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư vị, cái nào không biết thì nên hỏi. Cái mà mình hỏi mà có thể mình trước khi hỏi mình nên suy nghĩ chứ, có thể làm nguy hiểm tới cái chuyện gì khác hay là nó đụng chạm cái gì đó thì cái đó nên hỏi riêng. Còn cái chuyện nào mình thấy kênh nên hỏi cho chưa công chúng thì cũng nên chưa nói, mà kể tâm mình nó không có tác ý xấu thì mình không có phải sợ gì cả. Những cái chuyện mà liên quan đến một số vấn đề mà nó hơi nhạy cảm đó, thì có nhiều người khuyên mình không nên nói, nhưng cái đó không có đúng. Mình nói mà nếu mà xét lại mà có thể là nguy hiểm hay là đưa tới cái gì đó thì mình nên nói riêng. Còn nếu mình họ nói học hỏi mà trong cái cộng đồng này họ có thể họ học hỏi được giống như mình đó thì nên hỏi, không có gì mà phải sợ đó. Không, người nào sợ tới người đó đã làm chuyện đó rồi thì họ sợ thì họ khỏi vô rung nghe nữa, gì đâu sợ. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú con thành kính lễ tri ân ngài. Dạ, thật sự là con hỏi để học hỏi thôi và những người khác cùng học để không phải bị phạm thôi. Tại vì thường Phật tử chúng con cũng hay thư phụ lắm, nên có những cái chuyện như vậy có thể xảy ra. Dạ, con xin hỏi cái câu hỏi của Giang Nhất Hà. Dạ, thưa sư, nếu mình uống thuốc ho có chất rượu trong đó thì có bị phạm giới thứ năm không? Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thường thường những thuốc mà có rượu, những thuốc ngâm rượu này kim dùng đó, hay là thuốc xưa thuốc nam mình có số vậy đó, thì trong kinh có cho phép, trong lúc có cho phép uống hay không, những điều kiện là để ra ngoài, để trong đó nói rằng để ngoài xương đó, để cách đêm để cho nó bay hết cái mùi. Còn có thể những cái thứ mà nó không có bài hay là không ấy đó thì cái tác ý mình là mình uống thuốc, chứ tác ý mình không có uống rượu thì cũng không có phạm.
Nhưng mà đừng có nghĩ rằng mình cứ bị ho uống hoài cho nó đã thì nó mới phạm. Không mà nghĩ nghĩ tại vì có chất đó nó ngon thì không có nên nha. Thành ra nếu mà không biết cái loại thuốc đó mà để ngoài nó có bốc hơi không thì chúng tôi không có rõ chất rượu đó. Nhưng mà khi mà uống mà cái tí của mình uống cho hết bệnh chứ không phải uống vì cái chất rượu đó thì rồi không sao. Đừng có thấy bây giờ dính tới cái đó là mình thấy có à cái chất này ngon rồi kêu sùng mình uống để thưởng thức là lúc đó mới sợ mới bị khuyết bị như nhúng nhích mà rung động cái giới của mình mà thôi. Nằm hô bích thả giá dạ năm mô bích thai dạ dạ con thấy Giang Nhất Hạ đã đi ngày rồi. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể đưa những câu hỏi, những câu chích chát, những bàn tay ạ. Năm mô bích thai dạ. Dạ không có câu chích chát cũng không có bàn tay. Dạ Quỳnh kinh chuẩn bị nha. Nhật Quỳnh hỏi một câu nữa rồi Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh nghe Quỳnh nha. Dạ để Nhật Quỳnh cạn vốn ạ. Dạ năm hai giá bạch ngài con học câu pháp cú số 109 mà Đức Thế Tôn nói lên cái câu kệ đó do có một cậu bé mà coi như là được chúc phúc từ một người đạo sĩ cùng với người cha đã tu trước đây và sau này thì mới lập gia đình và sanh con thì đem lại cho cái vị đạo sĩ đó chúc phúc, nhưng mà đạo sĩ đó chỉ chúc phúc hai vợ chồng còn đứa bé thì không. Thì cái người này hỏi tại sao thì người cha mới nói là người đạo sĩ mới nói là do đứa bé này không sống quá khỏi 7 ngày thì nên là không chúc phúc. Rồi sau đó thì cái người cha mới hỏi làm sao có thể cứu được đứa bé thì cái người đạo sĩ đó mới chỉ đến Đức Thế Tôn. Thì đến Thế Tôn thì Đức Thế Tôn cũng làm y như vậy, cũng là không chúc phúc đứa bé. Thì cái vị người cha nó mới hỏi thì lại Đức Thế Tôn cũng nói y như vậy là coi như là đứa bé không thể sống qua 7 ngày. Thì người cha mới hỏi là tại sao có thể cách nào để cứu đứa bé, thì coi như là Đức Thế Tôn đã chỉ dạy lập một cái thỉnh chư tăng mà nhất là những vị thánh thinh văn và để đứa bé nằm chính giữa và tụng kinh 7 ngày. Và sau cái ngày thứ bảy thì cũng có Đức Thế Tôn đến dự. Và sau đó thì Đức Thế Tôn đã chúc phúc cái đứa bé và nói đứa bé có thể sống tới 120 tuổi. Dạ cái câu hỏi của con là thường con nghe người đời người ta nói tại sao cứ phải cầu an được, tại sao cứ phải chia phước như thế này thế kia. Thì có cái câu pháp cú đó, Ngài chỉ dạy cho con cái câu pháp cú đó áp dụng trong đời sống mình hiện tại có được không, do mình kính hành tâm bảo mình có một cái phút nào đó của đời quá khứ đó thì có thể mình có nên làm hay không. Bạch Ngài con kính nhân minh đến Ngài. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cậu bé đó trong cái kiếp này với cái nghiệp cũ mà nó theo thì có thể chết như vậy. Nhưng mà đối với thần thông của một số cái vị mà thánh và thần thông của Đức Phật đó, Ngài biết cái nghiệp nào mà đưa tới cái quả như vậy, cái nghiệp mà như thế nào thì họ sẽ tạo một cái thiện nghiệp mới mà nó là cái chướng nghiệp để nó cắt đứt cái dòng nghiệp cũ thì nó mới giúp được. Đó là đường hợp đó. Cậu bé đó cậu có thể sống được là cậu nhờ cái thần thông biết về tiền kiếp của Đức Phật mới làm được. Chứ còn mình bây giờ mình làm như vậy đó, mình tạo phước thì được, nhưng mà hy vọng cứu ai cho ai đó nó rất là khó ha. Bởi vì cái chuyện mà mình muốn hồi hướng phước báo trong chúng sanh ba cõi sáu đường chỉ có một loại chúng sanh nhận được cái phước đó mà thôi, nếu biết cách nhận, nếu biết nha, chứ không phải là mình hồi hướng là mình kêu tên người đó nhận được, không phải. Những cái người mà ở thời thì đời sống hiện tại mà không có biết cách tùy hỷ phước báo người khác đó, nhiều khi người ta hồi hướng phước báo người ta cho mình mà mình cứ tỉnh bơ đó thì dầu rằng là cái loại ngạ quỷ nào cũng không nhận được cả.
thành ra mình phải tập tập những cái loại đó, cái loại tỷ phước báo từ thời bây giờ đó, để khi nào mà chư tăng tụng kinh nó có hai cái bài kinh mà khi mà chư tăng phúc chúc đó, thì mình mới trong đầu mình phải nghĩ tới những cái người đó, mình nghĩ với lời nguyện là mình hồi hướng phước báo tới cái người đó thì mai đó họ nhận được. Chứ còn nếu mà mình tỉnh bơ, mình nghe ông sư tụng kinh mình đã quá cái mình quên chút chiều không có được. Nên nhớ chuyện đó. Bởi vì khi mà cái quý vị coi trong bài kinh Tỳ Lô Cụt Thà đó biết, bà Đa Si Mê Ca Si Mê có năm hạng chúng sanh, mà mình nhớ bất cứ lúc nào mình làm phước của báo mà năm hạng chúng sanh đó đó, thì đa số những cái hạng chúng sanh chỉ có một loại nhân trực tiếp là loại ngạ quỷ Ba La Thất Thà Bà Chi Với Cả thôi. Còn những cái loại khác thì họ nhận cách gián tiếp bằng cách họ tùy hỷ phước, cái phước báo đó. Ví dụ mình nói là họ hướng phước báo Chư Tiên, Chư Tiên mới nghe mình nói cái họ quan nghỉ họ xả thú, thì cái phước của mình tới họ không không tới, nhưng mà cái sự quan nghỉ của họ là một loại thiện pháp, đó là phước báo của họ. Mình nhớ vậy chứ không phải là mình cho là họ nhận được, chỉ có một hạng nhận được mà thôi chứ không phải lúc nào cũng nhận được. Còn những hạng khác họ biết cách nhận là tại vì họ làm cho cái thiện pháp của họ phát sanh đó. Thì bây giờ đó, tại sao mình phải mình làm cái phước gì, tại sao mà mình phải cho người khác là vậy đó, cho mình và cho người, cho mình là mình hướng dẫn cái phước đó nó sẽ đi như thế nào thế nào, và cho người á tức là người đó đã quá vạch, và người đó phải là mà Bà Ra Thất Tạ Bà Chi Với Cả bê tạ mà thôi, là nhận trực tiếp. Còn những cái người khác á, nếu mà biết á mà biết cách tùy phước báo đó thì nhận được mà nhận gián tiếp, bởi vì họ phải biết tùy phước báo để họ tạo phước riêng của họ, chứ không phải là mình cho cái họ xả thú cái là cái phước mình tới họ. Không phải, nhanh nhớ chuyện đó, không phải chuyện đó. Nên mình phải học cái cách để mình làm, mà khi mà mình hồi hướng báo lúc đó tâm mình là cái tâm thiện, thì mình tạo thêm một năng lực cho phước nữa, cái phước mình đã tạo đấy chứ có đâu có ở đâu. Còn mình nói ơi cái ông đó tào lao mình cho anh chi, ông cũng đâu có nhận được, tức là cái tâm mình lúc đó là cái gì, tức là pháp bổn sẵn nó xuất hiện trong tâm, thì mình là người lỗ vốn như ai lỗ. Trong khi mình cho người ta nhận được không mình không biết, nhưng mà khi mình có tác ý cho, có tâm từ đối với những cái chúng sanh thân nhân của mình trong quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp quá khứ gì đó mình không biết, nhưng mà mình có tác ý cho, tức là mình đã tạo thiện pháp cho cá nhân mình. Còn cái chuyện người ta nhận được hay không, nhận cách nào đó là cái phần của họ. Còn cái việc bận sự của mình là nên cho, chứ không phải là làm rồi không làm vô ích rồi này kia xong là không có nên. Nó một bài giá. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, Ngài đã chỉ dạy cho con tri ân Ngài. Rồi, mời Vinh Minh Tâm nha. Dạ, sa thú, kính riêng sư Liễu Phong. Dạ, câu hỏi của sư cô Nhật Quỳnh, sư trả lời, con nảy ra cái thắc mắc từ sân. Dạ, có một số người trong gia đình, dạ, họ không có tin vào Phật Pháp Tăng. Dạ, cho nên nhiều khi mình thí dụ mình cúng dường đến chư tăng, dạ, thì mình chia phước cho họ, tức là bằng cách mình nói cho họ biết, dạ, nhưng mà như sư vừa giải thích đó, khi mà họ nghe được thì tâm sân họ nổi lên, mà nhiều khi họ chửi ngược trở lại nữa, dạ, thì như vậy thì với người Phật cứ có nên giấu luôn không thưa sư? Bởi vì như sư nói đó là họ quan hỷ thì họ mới được phước, nhà mà họ chửi lên mình thì tức là họ bị nghiệp. Thì bây giờ nếu người Phật tử mình dùng trí thì mình có nên gọi là âm thầm lặng lẽ mình làm thôi, đừng nói cho mấy người đó biết. Dạ, kính thưa sư giảng dạy điểm này để hàng Phật tử con được biết. Nam mô Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, thật sự ra mình nói phải nói lựa người nói, chứ mình không lựa người. Ngay cả ông sư cũng vậy, chứ trong luật Đức Phật cũng cấm ông sư nói pháp tới cái người cầm cây, cái người cầm dù, chứ đâu phải không đâu. Nói nó không vừa ý cái khúc cây hoặc cây dù lên trán ông sư như thường. Nên cho phải biết cách cho, mình muốn nói cho phước, chia phước cho họ thì mình phải biết cái người nào họ có cái sự quan nghĩ ở đó mình mới chia ấy chứ. Chứ mình cho không gặp cái đứa mà nó ghét mình sẵn trong bụng đó, rồi mình cho cái nó quệt mình liền, thấy không?
mà nó quệt mình thì dĩ nhiên nó đang làm ác pháp, nhưng mà mình giận lên nó tức là mình cũng là ác vậy. Cái gì mình nhớ, mình đừng có tưởng đâu nó làm cái người hành động gì cái mình giận nó tức là mình ngon, không phải. Quý vị nên nhớ chuyện đó để tránh xa ha, mình tìm pháp đối trị là thiện pháp, chứ còn mình làm pháp đối trị theo thông thường là mình cũng chết như thường. Nó chửi mình mà mình giận nó tức là nó chửi mình, nó là người ác, mình giận nó mình cũng là người ác trong lúc đó, bởi tâm mình có tâm sân mà không ác được. Là nó mình nghe xong là mình cũng trở thành người ác, là cái chuyện đó không anh đó. Mình nhớ chuyện đó, nó thành ra mình phải học một số cái sự hiểu biết cho nó tường tận về những cái việc như vậy. Thành ra khi mình cho đó, mình nên nhớ mình cho những người nào mà mình cảm thấy họ quan hỷ với cái việc thiện việc của làm mình mới nói cho họ. Còn không thì mình chỉ cho người chết chứ cho mình thôi, chứ đừng cho người khác. Cho người khác rất là nguy hiểm chứ không phải không đâu. Đừng nói ngay kể chúng tôi từng kể cho quý vị nghe chuyện hai ông già bà già có đứa con đi làm xa đó. Hai ông già bà già có con đi làm xa, nó đi mấy năm nó mới về được. Thì ông già bà già đó thì hồi cái lúc mà nó còn ở nhà thì bà thích ăn đậu phộng rang dữ lắm. Cái nó đi làm mấy năm sau cái nó mua đậu phộng rang hai gói rồi lớn, một gói cho cha, gói cho mẹ, nó đem về nó vô cái nó đưa cho ông già nó một gói. Ông già chửi cho ông Trận, mày không biết tao già rụng hết răng sao mày mua đậu phộng rang ra đưa tao cho tao nhai, đồ ngu đâu đây đâu đó. Đồng khi nó đem vô đưa bà già cũng rụng hết răng rồi, nhưng mà bà thì thương con nhiều hơn, bà biết cách bà nhận quan hỷ. Nó đi bao lâu nè vẫn nhớ tới mình, đúng là đứa con có hiếu rồi này kia, ông xong thấy không, bà ăn đậu phộng rang được nhớ nhất bà có cái phước tùy hỷ, còn ông già đã ăn không được còn tạo thêm mất phước, tạo thêm điều ác nữa, thấy chưa. Rồi biết cách cho chứ, còn nếu biết cách cho thì mình cũng coi chừng lỗ vốn, nó cầm cây là mình lỗ vốn như thường á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sa thú và con kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, để tiếp tục thêm một câu hỏi nữa. Dạ, cũng trong vấn đề là chúng ta chia phước. Dạ, để Phật tử chúng con hiểu cho rõ. Dạ thưa sư, thí dụ bây giờ hai vợ chồng tức là xài tiền chung á, dạ, giống kiểu Việt Nam á, dạ, hai chồng xài tiền chung, tại Mỹ như kia là tiền riêng, thì hai chồng xài tiền chung. Dạ, nhưng mà như khi mà người chồng mà làm phước nha, rồi nói lại cho người vợ nghe, rồi người vợ quan hỷ thì người vợ có được một nửa hay không thưa sư? Hay là người chồng nên để cho người vợ đích thân làm phước để người vợ có phước? Nha, tức là một bên là làm và rồi nói lại, hay là mình nên để cho đích thân của cái đứa tự đó làm thì đương nhiên người ta sẽ có phước. Và con kính thỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch ông hiền giả, kính thưa chư quý vị. Hai đứa nhỏ thời Đức Phật nó làm cái tòa lâu đài giữa đường, cái nó thấy Đức Phật đi tới, cái một đứa nó đắng nắng ruột đất sét, cái nó đem ruột sét nó dâng cho Đức Phật. Còn cái thằng kia chấp tay xả thú thôi chứ không có dâng. Sau này cái thằng cha mà nó cầm cái đứa nhỏ cầm cái xác dân Đức Phật nó thành ông vua Ải Dục đó, làm vua thôi như vậy đó. Còn cái thằng mà nó thằng đứa nít mà đứng kế bên nó chấp tay nó xả thú, sau này nó là hoàng đại thần mà thôi, thành ra trực tiếp danh tiếng nó qua nó khác nhau giống nhau được. Mình người ta ra sức ra công ta đổ mồ hôi ta làm, còn người đứng kế bên xả thú cái là phước giống nhau đâu có được. Nếu mà phước giống nhau như vậy thôi chứ ông sư là đói chết luôn, tại vì đi ra cái chỉ có một người sắp hàng mười mấy người mà chỉ có người kia bỏ vô cho ông sư bịch cơm, còn mấy người kia xả thú không phải chết chứ ông sư phải ra tay làm chính tận tay mình thì bớt nó mới nhiều hơn. Mình đừng bài của nó ra mệt tới ngàn đồng hồ của thầy vậy. Dạ sa thú và con kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ sau đây sẵn hỏi tiếp một vấn đề làm phước nha, bởi vì trong rung mà Phật tử hải ngoại cũng đọc. Dạ thưa sư, thì một người Phật tử nên
ví dụ như mình nói, ví dụ như Bảo hiện giờ đang đang vô tiểu bang Florida thì rất là nhiều hội đoàn người ta kêu gọi đóng góp và cứu trợ dân dân, thì mình lấy tiền của mình để mà mình giúp những cái hội thiện nguyện đó để cứu trợ, hay là mình thay vì mình giúp ở Mỹ thì giờ mình gửi về Việt Nam, mình gửi Việt Nam thì người khác người ta làm, tức là mình chỉ gửi mình nhờ người khác nó làm. Thì thứ sư thì một bên là đích thân mình làm, rồi một bên là mình nhờ qua một cái người nào đó, thì như vậy thì cái sự nhờ như vậy đó, thì cái bước nó có bị sụt giảm hay không sư? Bởi vì mình không có làm, mình không có đích thân mình làm, mình gửi mình nhờ người thân mình, ví dụ cho gạo hay cho gì đó đại khái nhân dân. Thì thỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này để hàng Phật tử chúng con biết cái cách để mà làm phước cho nó đúng ạ. Nam mô Bố Tha Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Nghĩa là bố thí mà bậc chân nhân làm, thường người ta làm thẳng tay người ta, chính họ làm chứ họ không có nhờ. Cái lý do là tại sao phải làm thẳng tay, phước nó nhiều hơn, tại vì tác ý ba thời hoặc bốn thời nó mới đủ, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, và sau khi làm thời gian rất là lâu mình vẫn còn nhớ, rồi mình vẫn hoan hỷ. Bởi vì khi mình đưa tay lên mình làm cái việc đó với tận tay mình, cái cảm xúc nó rất là mạnh mẽ, thành ra mình có thể giữ lâu. Chứ còn thường thường á, mình gửi người ta mình chỉ có tác ý lúc trước khi làm thôi, trong khi làm mình không có tác ý, và sau khi làm chưa chắc mình đã nhớ tới cái việc mà mình cái việc phước đó nữa đó. Thành ra sở dĩ mà làm không tận tay nhiều khi cái phước nó yếu là tên linh, lý do là cái tác ý trong khi làm mà sao sau khi làm đó, nó quá yếu hoặc nó không có. Còn cái người mà ta làm nó, tức là phải bỏ công bỏ sức, người ta mà trước khi làm nó người ta đã bỏ công bỏ sức để người ta được cái đồ đó, người ta cho tính tận tay người ta đưa xong rồi đó, khi mà cái người kia nhận xong rồi, sau khi lễ lọc xong rồi, cái thời gian tích tắc sau đó người ta vẫn nghĩ tới cái việc vừa rồi đó, người ta vẫn còn cái quan nghĩ. Còn mình gửi mình đâu có được mấy cái như đó như vậy đâu, thấy không? Nó thành ra làm phước mà chứ làm tận tay mình thì cái phước nó nhiều hơn, bởi vì tác ý ba hay bốn thời nó đầy đủ. Còn mình làm gì tác ý ba hay bốn thời nó không đầy đủ thì cái phước nó phải mất năng lực, chứ không có giống như trước nữa. Nam mô thầy á. Dạ sa thú giờ con kính tri ân sư Liễu Tông. Sau đây con thấy như một dòng sông, kính bạch ngài giảng pháp, thà chấp có hơn núi Tu Di, còn chấp không bằng hạt cải. Câu này ý nghĩa gì ngài? Không có dấu, con đọc không biết có đúng hay không. Con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bố Tha Gia Kính Bạch Chư Tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi không có rõ câu này lấy từ đâu ra thì chúng tôi cũng biết được sao để giải thích. Vậy phải biết từ đâu ra thì mình phải biết cái nguồn gốc của nó để mình nói, chứ còn khi nó không có hiểu cái nguồn gốc của nó, chúng tôi cũng không dám giải thích, sợ sai cái ý của cái người đặt ra những cái câu như vậy. Nam mô Bố Tha Gia. Sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Xin mời như một dòng sông có thể đặt câu hỏi khác à. Trong room đạo tràng quý vị có ai có những thắc mắc gì xin tiếp tục nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Không ai hỏi, con xin phép mà đặt một cái câu hỏi nữa. Câu hỏi nữa. Thưa sư, một người Phật tử ở hải ngoại, ví dụ mình gửi tiền về theo một cái lời mời, một cái lời gì đó ở trên Facebook hay là ở trên YouTube vân vân, nó mình không biết, mình nghe nó lọt lỗ tai quá mình gửi tiền về. Rồi sau đó mình phát hiện ra là mình bị lừa, bởi vì bây giờ trào lưu lừa nó hơi nhiều.
Thì thỉnh sư giảng cho hàng Phật tử chúng con nên hướng tâm mình như thế nào để cái số tiền bị lừa đó nó vẫn tạo phước. Bởi vì khi mà nghe bị lừa thì chắc chắn rằng là nó nổi điên rồi. Thì bây giờ mình phải suy nghĩ như nào đó để cho cái việc mà bởi vì tiền thì nó đã đi rồi, gửi đi rồi, thì làm sao để có tâm của mình nó vẫn quan hỷ. Mình nói thí dụ là người ta rủ dù xây chùa thì mà làm sao mình giữ cho cái tâm mình nó quan hỷ trong xây chùa, hoặc là một cái gì đó mà mình biết là mình bị lừa nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ như thế nào đó để vẫn tạo phước được hơn là mình nổi tâm điên. Con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bất Tha Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó, nếu mình là người có pháp học, có hành đàng hoàng thì mình mới có phải đấu trị được những cái đó. Khi mình làm người ta mà biết người ta gạt thì tích tắc lúc đó tâm sân nó phát sanh, thì mình phải có khả năng quán cái lộ trình tâm mình nó đang có cái sự sân hận. Chứ còn mình không từng học hỏi, không từng hạ thủ công phu những cái pháp hành như vậy thì không có đường nào hết. Đó. Nhiều khi mình dẫn cả buổi rồi mình mới nhớ ra mình đã dẫn nó cả buổi rồi. Đó là mai mà nó ở đâu mình không thấy mặt, chứ mình thấy mặt là mình lụi nó luôn thôi. Chẳng những mất tiền mà còn phạm giới sát sanh nữa. Rồi phải tập. Nên tập nó thuần thục một số cái pháp hành mà mình phù hợp với cá tánh đó. Thì cái tâm nó mạnh đủ lực như vậy đó, thành ra mình mới có thể mình đối trị được với nó. Chứ còn không đừng hy vọng. Bởi vì nó mới nói chứ, một bốn tay tâm sinh về 1.000 tỷ lần như vậy thì quý vị biết nó ít nhất là nó trên 5.000 tỷ, trên 5.000 triệu cái lộ trình tâm như vậy thì quý vị nghĩ nó mình cỡ nào mình thắng nó được à? Phải không? Nếu mình không tập gì hết. Đó. Mình tập để mình nhìn rõ được cái tâm của mình. Và chúng tôi nói nhiều lần trong này đó quý vị, làm gì phải suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi nói và suy nghĩ trước khi suy nghĩ. Nếu mà suy nghĩ trước khi làm, mình phải tìm một số cái nguyên do, cái điều kiện để coi cái đó có đúng hay là mình làm mà nó có được kết quả tốt như người ta quảng cáo hay không. Đó. Cái đó thì đối với những cái một số cái thiện pháp thì họ nói là không tốt, bởi cái đó là hỗ trợ. Nhưng thà hỗ trợ không mất tiền còn hơn vô trợ mà mất tiền. Mình nên nhớ cái chuyện đó. Làm ra phải suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi nói và suy nghĩ trước khi suy nghĩ nữa. Bởi vì mình làm suy nghĩ nói mà trước khi làm mình không có sự suy nghĩ đó, thì có thể mình thành nô lệ cái lời nói, chính cái lời nói của mình nếu mình nói ra rồi. Mà nếu mà nó là suy nghĩ chính cái lời nói của mình rồi đó, thì chắc chắn là mình nói xấu là cái chuyện đó mình không thể nào hưởng qua lành được đó. Đó. Nhưng mà mình suy nghĩ trước khi nói, ít nhất mình còn là chủ nhân cái lời nói đó, tức là mình muốn nói hay không là chuyện của mình. Thành ra nên tập suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi nói và suy nghĩ trước khi suy nghĩ nữa, để cho nó đừng có lọt vào những trường hợp như vậy. Nam mô Bất Tha Giá. Sa thú và con kính trân sư Liễu Tông. Là hỗ trợ tốn tiền chắc ăn. Cái này khoái nhất là cái câu này sư dạy hay vậy. Sau đây con thấy Tam và Quy và Bát Ngai có chị bán trái cây thì rất thành kính tam bảo, nhưng ông chồng khó chịu nên mỗi lần gửi trái cây cúng dường sư ở chùa là chị lén và nhờ con đem về nhà cất để đem cúng dường giùm chị. Thế chị đó làm như vậy có được phước không thưa ngài? Và con kính thỉnh sư Lỗ Tông. Nam mô Bất Tha Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, chúng tôi không biết là khi mà cái trái cây đó là chị mua với cái tiền riêng của chị hay là chị có nhờ cái gì riêng của tư của chị, không có dính dấp tới ông chồng, thì chị làm vậy có thể có phước mà nó rất ít.
Còn nếu mà ông trọng khó chịu tại vì lý do ông lấy tiền mà trong đó có dính tới tiền của ông là cái đó không được, không khó không khéo rồi chứ, tội tội trộm tiền của ông chừng. Thành ra trong trường hợp mà ông chồng khó chịu về thì chia làm sao? Ví dụ ông chồng đi làm được 10 đồng, mình đi làm được 10 đồng thì chịu khó hai người bỏ ra cái tiền bỏ vô để xài, mà muốn xài gì xài, cái tiền này còn tiền riêng tôi muốn làm gì tôi làm, tiền riêng của anh muốn làm, còn cái tiền chung đó là để chi xài cho những cái gì trong liên quan tới nhà rồi đó. Thì khi mình mua mình cúng chùa cúng gì mình cúng riêng cái của mình là vậy đó thì không sao, chứ còn mà dính dấp tới cái khác là không có được nha. Mình phải chia nó chia đàng vậy đó, bởi vì mình lấy của người ta không cho là không có được rồi nha. Do là mình lấy của đó rồi mình có đi là phước đi nữa thì cái phước đó nó cũng bị cái nghiệp ác của mình, tức là nghiệp lấy của không cho trước đứa đó nó làm cho mất mất đi năng lực rất là nhiều. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thú và kính truyền sư. Và sau đây thấy có câu hỏi của như một dòng sông. Dạ cảm ơn cô Như Quỳnh Bót Sơn. Kính bạch ngài, có tin được một vong linh nào đó nhập vào người sống, có thể tin là có chấm than? Dạ con kính thỉnh sư Lửa Tông. Nam mô Bích Thầy gia kinh và chư tôn hiện giả kính thưa chư quý vị. Nếu mình nói nhập thì có thể nó không chính xác, nhưng có những cái chúng sanh đó, mình gọi người phước mặt đó, nó có khả năng mà nó giống như là nó thôi miên mình đó. Làm những cái điều mà nó muốn thì có cái đó có nha. Nên mình gọi vong linh nhập thì thật sự là nó không chính xác, bởi vì cái danh sách của mình nói nhập thì nhập làm sao như vậy, nhưng mà có thể có cái chúng sanh, cái loại chúng sanh mà phước mặt phước mài đó, nó có năng lực, nó có thể nó thôi miên để làm được những cái việc đó. Đó lý do tại sao mà người ta nói khi mà có ma nhập quỷ nhập thay thường thường ta nhờ mấy cái ông sư mà ông luyện mấy cái loại kinh liên quan tới cái đó, ông có thể ông tụng để ông trục ra được. Nên trụng là trụng. Nhưng mà theo chúng tôi đó thì nếu người nào cảm thấy mình có trường hợp như vậy đó, mình nên làm phước để hồi hướng phước báo cho cái chúng sanh nào đã quan trái thì theo tìm cách phá mình vậy đó. Thì khi họ nhận được phước báo thì chắc họ cũng không làm nữa. Chứ đừng có thầy bói, thầy cùng tụng, thầy cứ là nhốt con người ta này kia mà sống, cái đó thì không có nên, cái đó thì không có nên. Bởi vì mình nhốt mình quan trái có thể mình không bị nó theo, nó điều khiển mình thời gian, nhưng mà nó vẫn quan trái với mình, đó là chuyện không nên. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ không biết còn câu hỏi nào nữa không ạ? Để coi, hình như có Banasila. Pháp sinh lên do duyên riêng của pháp là tích lũy, pháp là vô ngã không chủ thể. Ồ, cái này không biết coi câu hỏi là hay là câu chia sẻ nữa đây. Thôi để con boss lên đi. Dạ con không có rành Phật pháp lắm, giờ con bót lại, nếu là câu hỏi thỉnh sư trả lời. Nam mô Bích Thầy gia kính chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Nếu quý vị đó còn ở trong rung thì trả lời cho nó rõ ràng, chứ tôi cũng không hiểu rồi. Muốn hỏi là hỏi cái gì nếu còn trong ấy thì hình chat lên cho nó rõ ràng câu hỏi như thế nào thì chúng tôi mới trả lời đó. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ Nam mô Bích Thầy giá. Dạ người này đã rời rung rồi bạch ngài, và nghĩ câu này chỉ là khi ngài trả lời thì người này
chát lên để góp ý với cái câu hỏi thôi, chứ không phải là câu hỏi ạ. Dạ, theo con nghĩ là như vậy. Và vị này đã rời rung rồi ạ. Dạ, con thành kính lãnh lễ đại đức Pháp Pháp Quang vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, bây giờ Nhật Bình kính mời quý vị mời bàn tay và mời những câu chết chát ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, Nhật Bình thấy được câu hỏi của Tâm và quý. Kính mạch ngài, người em con rất hiếu thảo với cha mẹ, nhưng cha mẹ rất bỏng sẻn keo kiệt, khuyên bố thí cũng dường không được, nên mỗi lần làm phước gì là em ấy tác ý cho số tiền đó cho cha mẹ và làm phước giùm cha mẹ, như vậy có lợi ích gì không thưa ngài? Nam Mô Bổn Thầy giá, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam Mô Bổn Thầy giá kính và chư tôn nguyện giả kính thưa cha mẹ, thưa quý vị. Dẫn cha mẹ tới chùa, cái chùa nào mà cha mẹ đi hay là cái ông sư nào mà cha mẹ thường thường kính trọng đó, nhờ ông sư đó ông độ cho nha. Độ là từ bon sẻn nó hết, chứ còn mình làm cái kiểu như trên nói thì không có lợi ích gì nhiều. Bởi vì một trong những cái nhiệm vụ của người con đối với cha mẹ đó, thì nếu cha mẹ nghĩa là chưa có đức tin thì làm thế nào cha mẹ có đức tin. Cha mẹ chưa biết bố thí trì giới thì làm cho cha mẹ biết bố thí trì giới, hành thiền hay là gì đó. Hoặc là cha mẹ không có trí tuệ, làm thế nào để cha mẹ được có trí tuệ, thì cái đó mới là cái sự báo hiếu cao thượng. Thành ra nói thế này, dụ cha mẹ vô cái chùa nào đó mà có ông sư mà cha mẹ có thể tin được, để nhờ gì đó độ dùng để cho cha mẹ thì sẽ trường bố thí cúng dường, thì sẽ biết bố thí cúng dường. Mà chưa biết làm những cái việc gì khác thì sẽ biết, thì cái đó nó tốt hơn. Chứ còn không phải mình phải lựa, chứ không phải mình dẫn về chùa lựa ông sư nào ông độ trước, chứ còn mình dẫn về chùa đi vòng vòng đi giống như du lịch đâu có được. Thì nó nói rồi, dẫn kiếm ông sư nào nói họ có học có hành đàng hoàng, họ mới giải thích những cái chuyện nên làm của người cư sĩ này kia ông sùng, thì họ mới thay đổi cái tư tưởng chứ. Còn nếu mà họ không được cái duyên mà đi học hỏi giáo pháp thì làm sao họ thay đổi cái những cái họ có trong đầu được. Cái vấn đề quan trọng là làm sao mình nhờ người khác độ cha độ mẹ, chứ không phải là mình dẫn đi chùa không. Hắn dẫn đi chùa mà vô đó toàn gặp mấy ông tà sư ác hữu không thì cũng như không, phải gặp minh sư thiện hữu đàng này người ta giúp mới được. Chứ còn mình thì đi chỗ khác, đi kiếm chùa khác thì nói như vậy cũng như không. Mình phải lựa cho nó là tầm sư học đạo, chứ rồi mình vô thấy chùa nào gần dễ đi mình đi thì mình chết ráng chịu, chứ còn nói đâu quá thì đã nói rồi, bà nói gì nói. Cái ông sư cũng có khả năng thì ông sẽ độ được. Còn mình tìm cái ông sư mà không có khả năng thì sao ông độ. Còn nếu cái nghiệp của mình xấu quá thì thôi, khỏi làm phước luôn. Tìm ông sư nào có khả năng họ sẽ độ được, chứ không phải không. Nhưng sư pháp nói độ rồi độ được. Chứ còn mình cứ mình tin là này nọ thì mình dẫn ông già bà già đi không có lợi ích gì. Nói vậy thì khỏi nói luôn. Đó là lời Đức Phật dạy trong bài kinh 38 pháp an lành, muốn là bố thí làm phước cho cha mẹ như thế nào, chứ không phải là làm phước dùng, phước dùng. Mình làm phước dùng, cha mẹ mình không biết, mình về mình nói, họ lại chửi mình, tức là tâm họ lại phát sinh cái ác pháp nữa, chứ bồ không à. Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú và câu trả lời của sư, và con cũng có một cái thắc mắc và cũng làm bài học cho đạo tràng thôi. Dạ thưa sư, ví dụ bây giờ mình cha mẹ mình không có cái quan hỷ khi gặp những vị sư, có nhiều người giống như cũng nói là ông sư cũng như thế này thế kia nọ vân vân, có nhiều người họ không thích, phải không, nghĩ rằng những vị sư này coi như mượn ảo để kiếm tiền, rồi sống trên nhung lụa vân vân, thì có nhiều người họ không quan nghĩ.
Thì giờ mình nếu mà mình dắt cha mẹ mình đi nhiều chùa như vậy đó chứ, thì nhiều khi cha mẹ mình lại, tức là khi mà nói chuyện với chư tăng thì lại có những cái sự không quan nghĩ, những sự gây gổ vân vân, hoặc là những cái sự mà nói móc họng với nhau lại cái như vậy đó. Thì như vậy thì vô tình mình có hại cha mẹ mình thêm không thưa sư? Nếu mình giữ ở nhà đó thì coi như cha mẹ mình lại không có cơ hội để mà giống như là nói những cái điều mà đại khái nó không có đúng về tam bảo. Bây giờ mình đến gặp ông sư nhiều khi rồi là coi như lại có cái sự không phải gọi là gây gổ mà đại khái là châm biếm lẫn nhau thôi thưa sư. Và như vậy thì đụng chạm đến chư tăng nữa, thì ý của con nói ở cái điểm này như vậy thì nhiều khi mình trong đó mình có hại không thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư giảng dạy điểm này. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị. Trước hết là huynh nên đi tìm ông sư, một số ông sư để huynh hỏi trước một số điều kiện, nếu cảm thấy có thể làm được mà dẫn tới. Chứ mình dẫn vô chùa thấy ông sư cũng đang có chuyện buồn gia đình, ví dụ cha mẹ ông vừa qua đời, dẫn lại nói nhờ ông sư độ dùm á. Ở đó mình độ gì nữa, ông lúc đó không nói pháp ra đâu. Ở đó nha, mình mới đi, cái có cơ hội để mình tạo để biết cái điều đó là gì chứ, biết người biết ta trăm trận mới trăm thắng chứ. Còn mình người mình không biết, ta mình cũng biết, mình làm gì cũng có thành công, phải không? Đó, mình đi tới lui chùa Thái cũng được, chùa Miếng Điện, tới chùa nào cũng được. Mình có những sư nào cũng có khả năng mà ông để ông, trong những cái trường hợp của cha mẹ tôi như vậy thì ngài thấy sao, ngài có thể giúp đỡ được hay không? Ngài kim sùng nếu mà thấy ông nào cũng có khả năng mà nó dẫn tới chứ. Nếu mình vô mình thấy ông trụ trì là mới dẫn tới à, phải không? Thông thường đạo vậy chứ đâu có ấy, chứ làm sao không có được. Nói thật sự những người tà kiến mà tào lao nhất chứ, bà xã ri tức là mẹ của ngài xã ri Bồ Tát đó ha, gặp mấy ông sư đâu mấy ông áo vàng độc không á, quả nhất định là bà không ấy đó. Nhưng mà ngài chờ tới được đủ cơ hội rồi ngài mới độ mẹ, mà nhớ chuyện đó. Chứ không phải độ lúc nào không được. Bình thường ngài thứ thiệt đó, nhưng mà cũng đâu dám độ mẹ. Vậy là nghĩa là cho anh em đi mà bà 7-6 đứa nhỏ đi tu mà bà không bao giờ bà lé hoán tới chùa, mà để coi con cái mình thì sao, mà gặp mấy ông sư lại chửi đó. Nhưng mà ngài dẫn độ được vậy, nó phải có ngõ chứ làm sao không có được. Nhưng tại vì mình là biến đi tìm thôi, chứ ráng tìm đi rồi thế nào trước sau cũng gặp người có khả năng để giúp đỡ mình. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ sa thú và con kính tri ân sư Lữ Tông. Dạ xin mời quý vị Phật tử chúng ta tiếp tục giơ tay hoặc nêu lên những thắc mắc của mình để làm bài học cho đạo tràng ạ. Dạ xin mời quý vị trong đạo tràng có thể lên đặt câu hỏi ạ. Dạ thôi không hỏi chắc mời chú Kinh. Chú Kinh là một người học cao hiểu rộng, có rất là nhiều sự hiểu biết. Dạ không biết chú Kinh có cho cái mắt kiến không ạ? Nếu chú Kinh có trước máy xin cho cái mắt kiến rồi sa thú. Dạ con kính mời chú Kinh lên ạ. Nam mô A Di Đà. Kính lễ thượng tọa Lương Tông, kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ, alo. Nghe rõ ha. Bây giờ nghe quý vị hỏi cũng rất là vui, rất nhiều câu hỏi rất vui. Thì thấy nhớ đến quê Quỳnh Minh Tâm hỏi để ăn uống này kia, sinh nhật Quỳnh cũng ăn uống này kia. Thì sẵn dịp đây mà hỏi sư Liễu Tông về vấn đề ăn uống, ăn ngủ nghỉ bởi vì cái đời sống ăn với ngủ nó cũng rất là quan trọng. Thì như vậy con kính ngục thỉnh sư Quan Hỷ giải thích về vấn đề mà ăn.
thì trong vấn đề ăn mà lúc mà tu thiền thì ăn như thế nào, ăn như thế nào, gọi là ăn có chánh niệm thôi chứ. À, ví dụ như giờ đem đồ ăn ra cái thấy đồ ăn, cái mắt mình thấy thấy đồ ăn, cái mình phân biệt à, này là món mặn, này món chay, này món ngon, món dở vân vân, rồi cái mình nghe cái mùi nó thơm thơm thơm, cái mùi này cái này kia nọ à, thì như vậy thì khi mình khởi khởi đầu một cái công việc ăn đó thì phải đặt cái chánh niệm như thế nào nó mới đúng pháp được. À, bởi vì cái ăn này cũng rắc rối lắm, nhiều người ta ngồi người ta cũng theo cái cách mà cứ nhìn rồi làm từ 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 rồi gấp rồi đưa 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 đút vô miệng ăn này cái thì ăn gần một tiếng hồi chưa xong. À, thì như vậy theo như sư thì như thế nào mới thật sự là mình ăn để mình đặt cái niệm đúng đúng chỗ đúng thời. À, con thỉnh sư Long quan hệ giải thích vấn đề ăn. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, cái gì mà nói không nghe thử ra rồi vô trở lại tới coi, khi nào chat dùng ra vô trở lại chứ đã nói không nghe rồi mình còn nói sao ta nghe được, ra ngoài vô trở lại. Thật sự ra đó, cái ăn của chư tăng đó nói chung là ăn của sinh thiền giả này kia, nói chung đó không phải giống như người ta đang nói ở ngoài hồi xưa giờ cứ nói kiểu đó đâu. Vừa giờ Đức Phật dạy tức là quán về vật thực, không phải cái lúc thiền mà lúc quán thì lúc ăn. Lúc ăn là khi bắt đầu người ta để đồ ăn lên đó là có những thường thường tụng câu Bali thì mấy ông sư phải tụng hoài vậy đó. Những vật thực này là vật nguyên chất được chế tạo thì món vật chúng ta là người dùng nó vẫn có sinh mạng chứ phải chúng sanh. Ta dùng vật thực này để không phải để được có sức mạnh như người võ sĩ, có sắc đẹp như người này kia ông sùng đó, là lặp đi lặp lại cái đó trong khi mình ăn. Còn những cái chuyện khác là mình không có để ý tới ha. Còn cái chuyện mà xúc hay cay ấy gì đó, cái chuyện đó là cái chuyện trong lúc hành thiền thì mình mà hành thiền thì không có ăn. Nhớ cái chuyện đó, xúc hành thiền là không có ăn, không có được. Thành ra là mình chỉ làm cái đó thôi, nghĩa là mình nhìn vào những cái đó với cái tư tưởng theo cái lời dạy Đức Phật là những vật thực vật nguyên chất, tức là mình nhìn làm sao để mình không thấy cái này là thịt, cái này là cá, cái này là nước mắm nước gì đó, bởi vì mình thấy cái đó là nó thật rồi nha. Đó, nghĩa là mình phải nhìn theo cái lời dạy Đức Phật là chỉ để cho biết rằng cái diệu dụng của cái những cái này là gì gì để ung sum đó. Hay thì mình cứ làm vậy trong suốt bữa ăn như vậy đó. Chứ ví dụ mà gấp biết rồi gấp dơ biết sao ra cái đó là nó không có phải gì, cái lối của cái một cái tin, bởi vì nó gấp biết là gấp vậy chứ đơn đít nó gấp nó cũng biết nó gấp vậy, nó không biết nó gấp là nó gấp được, nghe không? Là nó mình giữ trong cái niệm, trong cái lối mà suy nghĩ về vật thực của mình theo lời dạy của Đức Phật, chứ không nên theo của mấy vị thiền sư mà vô ăn cái đưa lên lại đụng à biết à nhai à biết à này kia mới đó. Xin thưa quý vị đó, nó không có cái cơ sở gì để cho mình phát sanh trên niệm mê tệ định giác, bởi vì lúc đó thì vật thực đó là giờ là chế định pháp, thì vật thực đó đâu phải là chân đế pháp đâu. Thành ra mình phải làm thế nào để mình giữ được cái niệm của mình đó. Chứ mình ấy ngồi cái nó lòi ra thịt heo thịt gà mất công nữa, thấy không? Là cái quán về vật thực trong lúc dùng cái lúc ăn đó thì coi cái đó thấy rõ ràng. Đức Phật không có dạy cái kiểu mà một số quý vị đi học ở đâu chúng tôi biết mà về khai với chúng tôi vậy đó. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ, xà thú, dạ, kính rừng Bảo Lê Tông. À, nhưng mà con thấy trong trường thiền hình như chỗ nào cũng vậy như thế. À, vô ăn là bắt đầu vô đi từ từ vô rồi múc rồi ăn xong rồi ngồi xuống bắt đầu nhìn. À, nhìn thấy rồi bắt đầu mới gấp. Mà giơ tay lên rồi gấp rồi đút vô miệng rồi đụng rồi nhai này kia. Thì nhưng mà theo con nghĩ cái cách này cũng là cái hay chứ. À, ví dụ như họ thấy, họ nhìn, họ niệm thấy, họ niệm biết thấy. Rồi giờ muốn gấp ăn thì họ giơ tay, bắt đầu họ quán cái động tác giơ đó là do gió làm phát sinh để cho cái tay chuyển động, thì như vậy họ cũng đang sống trong pháp chân đế vậy thôi sư. À, thì theo như cái cách này thì họ có thể làm được như vậy không ạ?
À, chẳng hạn như gấp rồi cầm đũa đụng biết đụng đưa lên miệng đụng vô thôi cái lưỡi rồi biết là thân xúc rồi vị biết vị xúc này kia nọ thì họ cũng quán được những cái phần là thực tính pháp như vậy thì nó có lợi ích gì hay không sư? Dạ con cùng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích lần nữa. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn này và các chư vị không có lợi ích gì cả. Bởi giống như chúng tôi nói kỳ rồi đó, khi mình quán cái đó nó là cái quả thì mình phải thấy cái nhân mới được. Bởi vì mà cái tác ý mình đưa lên mà trong khi cái tác ý mình đưa lên đó, mình quán cái tác ý mình đưa lên là nó bờ chuyện nó xảy ra mình có quán kịp hay không? Phải không? Thành ra khi mình nên quý vị nên nhớ vì coi lại trong bài kinh thế giới quán cái gì là quán từng cái, còn cái những cái gì mà hành động liên tục á thì cái đó đó mình nó mình quán theo cái kiểu mà mình quán từng cái là không có được. Mình nhớ ví dụ có những cái mà nó cần nhiều cái đoạn liên tục đó, trong kinh Tứ Niệm Xứ vẫn nói rõ ràng, Đức Phật nói rằng tùy theo ở trong tư thế như thế nào hãy biết rõ tư thế đó. Đó. Thì khi mình ăn những cái cử động liên tục vậy mình chỉ biết rõ những cái sự liên tục của một số cái cử động này thôi chứ không phải là mình nói dở biết dở biết rỡ không có chỗ nào nói đó, chỉ có họ ở ngoài họ dạy xuống. Thành ra bữa nào huynh nếu mà có đi hành thiền mà họ dạy họ cái đó trong bài kinh nào nói cho chúng ta biết cái đó. Đức Phật nói rất rõ ràng, thí dụ bởi vì giống như mình vô mình lại Phật không lẽ mình vô vì biết ấy mình lại ba lại trong một tiếng hồ à? Để trong trong đó mới có câu là từ tùy trong tư thế nào hãy biết rõ từng tư thế đó, chỉ vậy thôi. Nếu có những cái mà nó cái hành nhiều cái cử động nhỏ nó liên tục thành một cái cử động lớn mà mình quan sát từ cái mà gọi là này chúng tôi không hiểu thiền cái đó là thiền chỗ nào, phải không? Thì cái ăn cũng vậy đó. Mình nhìn cái tổng thể, cái cử động tổng thể thôi. Bởi lúc ăn ra là thường là tâm là chế định pháp, chứ không có chân đế pháp trong đó được. Bởi nếu chân đế pháp thì mình phải tác ý để cái đó nó phát sanh. Ví dụ tác ý đưa lên thì nó phát sanh chất gió. Thì trong thời gian đó hoặc ngàn tỷ cái lộ trình tâm nó sanh ra, mình bỏ qua rất nhiều chuyện là đâu có được. Phải không? Lúc đó là cái niệm mình nó mất luôn, giờ đâu phải được. Thật ra quán kiểu đó là không thể nào có cái lợi ích gì nhiều. Không có lợi ích thì đúng rồi. Nam mô Bổn Thầy vậy. À xà thứ xà thứ à kính thượng tọa lưu tông à, nhưng mà có cũng cái vấn đề đó, người ta đưa ra cái phương cách gọi là thiền giữa đời thường à, thì theo vấn đề này thì không biết giải thích như thế nào cho Phật tử được hiểu rõ hơn à, ví dụ ta nói bây giờ mình thiền mình trong cái đời thường của mình, biết nấu ăn, mình nói chuyện, biết nói chuyện, mình nghe nhạc, biết nghe nhạc, mình làm bất cứ việc gì mình đều biết hết, vậy là mình đang có thiền, đó là thiền sống trong đời thường. Thì theo như vấn đề này thì cứ cung thỉnh sư giải thích nó có đem đến sự lợi ích gì cho cái đời sống tu học không ạ? Dạ con cung thỉnh sư ạ. Mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị, làm như nhiều khi nó có tác dụng ngược. Tác dụng ngược là chỗ nào? Cái động tốc mà để có thể phát sinh những cử động đó, nó có tất cả là 20 động tốc đối với phạm nhân mình, tức là 12 bất thiện và 8 tâm đại thiện. Thì cái lúc mình đi, lúc mình biết mình đi với cái tâm nào mà nói thiền trong đời thường cái gì cũng là thiền được, phải không? Thiền với 12 tâm bất thiện à. Đức Phật nói đó rằng a ta bi sấm ba cha no sa ta, cái làm những cái hành động nào với cái ba cái pháp chính đó, nó vô nó biết thiền. Chứ còn nếu mà ví dụ như mình thở mình làm như mệt quá hay là ai đương làm mình giận mình thở mạnh thở vậy mình nói biết mình thở à, thở với tâm sân á cũng là thiền hay sao? Như vậy thôi chứ khỏi phải đọc gì pháp gì cho mệt phải không? Rồi hiểu khi nào cái tâm mình đó nó phải ở trong cái thiện pháp, nó có một số cái điều kiện thì mới được gọi là thiền, còn ngoài ra không thể thiền được. Là nhớ nếu mà gọi được ngoài được gọi là thiền như vậy là cái, ai bất cứ ai đi nó đi nó biết đi không biết sao không biết, nhưng mà nó biết cái tâm sân tâm tham tâm si nó muốn đi. Khi mình các ý muốn đi đó, cái tâm tham nó muốn đi nó vẫn phát sinh chất gió, vẫn làm cho cử động được, mình gọi cái thiền thôi chứ chúng tôi không chịu thua luôn. Nam mô Bổn Thầy giá.
Alo alo, dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khá, dạ không sư đã trả lời xong, dạ không thấy chú kinh, dạ cho nên con xin phép lên tiếp tục cầm mic. Hình như thấy Tam và Quý, kính thưa sư, có người họ rất hận mình. Mình không hận lại, nhưng mỗi lần gặp họ mình rất hoảng. Vậy khi gặp họ mình có nên chào hỏi cho có hay tránh mặt thưa sư? Và con kính thỉnh sư Lưu Tông, con sẽ bóp rồi. Cái đó là mỗi người có khả năng quyết định riêng. Cái mình nên hỏi cho nó đúng lúc, còn mình hỏi cái kiểu này chúng tôi có cái khả năng riêng của chúng tôi quyết định riêng, chúng tôi không thể nào đem cái quyết định tôi để nói cho người khác hay là để giải thích những một số cái trở ngại cá nhân của người đó cả ha. Mô bích hài á. Dạ sa thú và kính tri ân sư Lưu Tông. Và hồi nãy giờ có quý vị nào thắc mắc xin giơ tay lên hoặc là tết chat lên ạ. Dạ chú kinh có lẽ bận rồi. Dạ sẵn nãy chú kinh nói hỏi về vấn đề ăn, và con cũng muốn hỏi con cái điểm là dạ thưa sư, trong giới luật của chư tăng thưa sư, thì chư tăng khi mà ăn á sư, có cần phải tập trung để mà ăn hay không, và hay là mình lúc ăn thì mình cứ thoải mái vừa ăn vừa nói, vừa ăn vừa kể chuyện, vừa ăn vừa gọi là thoải mái đó. Dạ con thỉnh sư giảng ở điểm này, tại con không có rành về cái giới này. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa quý vị, ông sư ăn thường thường ăn riêng chứ đâu không ai ngồi ăn chung hết á, chỉ có Việt Nam mình ở trong chùa chung mới vậy thôi, chứ còn ở bên bên mấy chùa ở bên Thái, ở bên Miến Điện, ngoài trời những cái chùa nào mà nó có cái trường học trong lớp lại thì cái giờ học đông là ta ra về không kịp, nó mới có cái chỗ ngồi chung thôi. Còn thường ông sư đi cho bệnh về là về cốc về liêu mình ở, chứ còn không có ăn chung với ai đó, để cho mình có đầy đủ cái niệm của mình trong cái hoạt động của thân trong lúc mình ăn. Chứ còn ăn mà ngồi nói chuyện rồi này kia ông sùng, cái chuyện đó không phải là chuyện của ông sư. Cái đó, bởi vì ăn cái tâm mình nó ngồi nội mình nói chuyện là nhiều khi mình nhai mình cắn lưỡi mình là nào mình không hay, thành ra không có cái gì. Để hồi xưa về ngày xã Điều Tà đi ngoài đường á, gặp ai gặp ngài Sa Chí đó, thấy ngài Sa Chí ngồi gốc cây ăn chứ ngồi đâu, ngài đứng ngài chờ ăn xong ngài mới dân tâm chế đăng đó, là vậy đó. Chứ nếu ông chung nó rất là có người tới đông vậy thì họ mới cất cái xà la để cho ngồi chung ăn nhau, nhưng mà mình ai nó ăn không ai nói ai tiếng nào đó, nghe nó im re. Quỳnh không tin, bữa nào Quỳnh đi có đi Miến Điện, Quỳnh thử có tới mấy trường thiền lớn giống như trường thiền của ngài Ma Si, trường thiền của ngài Mô Gốc này kia đó, 400-500 ông sư ngồi trong nhà ăn mà Quỳnh đứng ngoài không biết trong đó có người. Đó là chưa kể những cái trường thiền mà nó khó khăn, nó bắt ăn bốc nó thành ra không có tiếng động gì cả. Chứ ở đó mình ngồi nói chuyện không có đâu Quỳnh. Rồi mời kinh trở lại đi Quỳnh kinh nè. Thấy đeo mắt kiến rồi đó. À, xa hứa bây giờ kính dân tuyệt vời Lưu Tông. À, thì để trả lại cái vấn đề mà ăn với ngủ, để tiếp tục mình khai thác. Sư sẽ dạy chúng ta những cái chiêu để cho mình
sống trong thiền như thế nào. À, thì con cũng có nghe nói về vấn đề ngủ thôi, thì người ta nói ngủ cũng thiền được. Vậy thì theo vấn đề mình học vi pháp, mình thấy ngủ nó rơi vô hộ kiếp mất tiêu rồi làm sao thôi. Dạ, vấn đề này con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích là ngủ trước khi thiền, hay là ngủ, hay là thiền trước khi ngủ, hay là thiền sau khi ngủ, rồi trong khi ngủ nó có thiền hay không. Có người nói trong khi ngủ họ cũng có cảm giác họ đang thiền. À, thì hiệu hay con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích rồi nè. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, cái người mà ngủ, nó ngủ trong lúc thiền đó là trước khi cái tâm nó tới thứ hô quang, và sau khi cái tâm nó rời phá quang, tức là cái chốn trước ngủ cái thiền. Cái ngủ chúng tôi nói cái động thốc là cái một trong tám tâm thiện đối phạm nhân mình thôi. Lúc mình ngủ mà nó đâu có được mấy cái tâm đó đâu, nó hành thiện. Nhưng mà trước khi đó thì có, và sau khi đó mở mắt ra, thường thường mở mắt ra thì mấy ông thiền sư cũng hay dạy đó, khoan làm gì, cái nhìn của cái tư thế mà lúc ngủ, lúc nằm, lúc hồi trước khi ngủ và bây giờ nó như thế nào, để biết trong trong đó, trong lúc mình ngủ mình có đạp biết dùng dãy như thế nào để biết vậy thôi, chứ không để lấy cái niệm lại. Thường thường ngủ mình thức dậy thường mình không có niệm liền đâu. Đó, để lấy cái niệm lại rồi phải từ từ có tác ý, muốn bước xuống muốn gì đó là có tác ý, là theo dõi từng cái thôi. Nhưng trong lúc ngủ cái tâm nó xuống cái hồn kiếp rồi làm sao mà thiền được. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, xa thứ dạ, kính trên được thử không. Dạ, nhưng mà có những cái trường hợp mà ví dụ người ta ngủ rồi người ta nằm chiêm bao, người ta thấy người ta đang hành thiền, ví dụ chẳng hạn như đi bao thấy mình đang đi kinh hành này kia nọ, đang an trú tâm trong chánh niệm này kia, thì như vậy có phải là người đó đang thiền trong ngủ không ạ? À, con cô thỉnh sư giải thích thêm cái phần mà bên trong như vậy. À, cô thỉnh sư. Nam Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư vị, thường thường cái lỗ chiêm bao đó thì không thể gọi là thiền được nha. Bởi chiêm bao đó nó không có cái đối tượng là thực tính pháp, mà cái lỗ chiêm bao thường đa cái đối tượng nó là chế định pháp chứ không phải là thực tính pháp. Thành ra chiêm lỗ chiêm bao không thể gọi được. Người ta nghĩ là đàn ba ta cũng thấy đi kinh hành rồi này kia xong, cái đó là không không có phải là thiền. Ví dụ như giờ mình ngủ mình mơ về đi ở Việt Nam, cái mình nói hôm qua tôi về Việt Nam đâu được, à, tối nay huynh từng ở Việt Nam rồi không biết nhớ gì, tối ngủ mê thấy đang đi lang thang trên đó rồi sáng sao vậy, ôi tôi mới đi Việt Nam về hả, đâu có được. Ngủ là ngủ chứ ngủ là cái thời gian nó riêng biệt rồi, chứ không có nay nó ngủ trong thiền rồi. Phải nói là chúng tôi kiếm đường chúng tôi chạy trước. Nam mô Bổn Thầy Gia. À, xa thứ dạ, kính chào từ từ không. Dạ, nhưng mà giờ trường hợp cái người mà người ta đang ngủ mà người ta mơ người ta thấy người ta thiền như vậy thôi, à, đang thấy mình đang hành thiền kia, nhưng mà ác nghiệp xen vô cái họ bị rơi vô tử luôn. À, thì tử với cái trạng thái tâm như vậy, thấy tâm đang đang thấy những cái cảnh mình đang thiền như vậy, thì họ có được tái sanh về cõi trời không chứ? À, theo những vấn đề này con cũng thỉnh sự giải thích ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, cái lộ cần tử năm động tốc thì tôi nó có ba cái, một trong ba cái đối tượng của người người sắp chết đó, cái cầm má niêm mít, cầm cầm má cầm cầm má ram má ná, cầm má niêm tà ram má ná với khá thì niêm tà, thì có một trong ba cái đó, thì bất cứ ai cũng vậy nha. Ngủ cái là nó vô, thành ra không có liên quan gì cái, bởi vì ba cái niêm mít đó đó, một trong ba niêm mít nó phát sanh là nó hướng dẫn cái kiếp sau cho mình đó. Bởi vì ba cái niêm mít đó thường nếu mà mình nói là một lỗ hai lỗ cho thưa trên thưa quý vị, trong cái bốn tay nó có 5-6 ngàn tỷ lỗ trình tâm rồi,
mà đâm ra tiểu luân tâm thì nó thấy những cái điều kiện gì mà để đưa đi tái sanh, nó thấy hết đó. Nhưng mà lúc đó cái chúng sanh nó không biết mà thôi, bởi vì đa số cái đó là lộ tâm, nó chỉ có nằm động tóc thôi, thì làm sao mà mình có thể mình có đủ cái sự tỉnh táo để biết. Thì vẫn nghiệp nào là đi theo cái đường đó để tái tục, chứ không nói nếu mà ác nghiệp phát sanh trong lúc đó là phải đi bốn đường ác đạo, mà thiện nghiệp thì nó mới đi lên thôi, không phải là mình nằm trên bờ mình thấy cái đó rồi mình đi theo cái đó, nó có khả năng nó giúp mình để đi lên thì cõi ăn vui, cái chuyện đó không thể xảy ra. Nằm một cái thai vậy. À, xà thú, xà thú. À, kính trần Thượng Tọa Lý Tông rất nhiều. À, quý vị quan hỷ cúng dường Thượng Tọa Lý Tông những bông hoa để làm cho quan hỷ luôn quý vị. Giờ phút cận tử thì đó là do nghiệp tướng thú tướng phát sanh, chứ không phải là cái độ chim bao như người ta, nhiều người ta tưởng là người đó nằm chim bao thấy những cái điều tốt đẹp, chết được sanh về cõi trời, điều đó là không thể có được nha. Yeah. Con cũng thỉnh sư quan hỷ giải thích về vấn đề mà nãy giờ mình nói về chim bao này kia nọ, nhưng mà con hỏi cũng hỏi về vấn đề này, về thọ, vấn đề niệm thọ. Dạ thưa sư, trong cái phương pháp mà luyện về niệm thọ thì thọ lạc hay thọ khổ gì đó thì mình còn dễ biết được, ví dụ như cảm giác mình cảm thấy an lạc, cảm giác thọ thích thì mình có thể biết được, thọ khổ mình có thể biết cách rõ ràng. Nhưng mà trường hợp mà rơi vô trạng thái mà cái lưng chừng là nữa, không khổ không lạc, thì trường hợp này thì làm sao biết được thưa sư? Nếu mà mình mà không nhận ra được thì như vậy cái niệm mình đặt chỗ nào, thì lúc đó tâm mình nó đang lơ lửng như vậy, thì theo như sư thì mình phải nên niệm cái cảm giác nó như thế nào? Con cũng thỉnh sư. Nam mô Bố Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Khi mình nói thọ này kia đó là mình nói theo thực tính pháp của pháp. Nhưng mà cái con người của mình đó, khi mà mình quan sát cái thọ đó, quý vị nên nhớ cái chuyện đó, nghĩa là cả cảm giác của mình đối với cái thọ nó chỉ có hai loại mà thôi, thọ lạc hoặc là thọ. Khi nào mà nhiều khổ, ít khổ đó, thì mình gọi là lạc, nó vẫn là khổ chứ không phải là nó không phải là upekkha được đó. Nghĩa là ít khổ mình thấy lạc, mà khi cái lạc nó giảm năng lực, ít lạc là mình thấy khổ, chứ không thể nào có dấu rõ rã đó. Rõ rã là mình nói cái thứ thiệt, cái thứ mà cỡ bậc thánh trở lên, chứ còn cái chuyện phàm nhân mình đó là đừng hy vọng ha. Nghĩa là tên nguyên tắc là mình nói là cái tính theo cái này thì nó có 5 loại, tính theo cái này thì nó có 3 loại. Nhưng mà cái trạng thái cảm nhận của chúng sanh nó chỉ có hai thứ mà thôi, là nhớ đó, tức là thọ lạc, nghĩa là lạc hỷ xả gì đó. Nhưng mà nếu mà nó gì đó, nhưng mà thấy rồi mà cái khổ nó bớt chút là mình thấy nó lạc, nhưng mà nó vẫn là khổ chứ không phải ấy, nhưng mà mình thấy lạc nhưng mà nó vẫn là khổ. Rồi nhiều khi cái khi nào mà cái lạc nó nhiều đó thì mình mới còn không thấy khổ, nhưng lúc đó là lạc nên, chứ không có cái vụ mà thấy lưng chân. Nếu mà thấy lưng chân được thì thôi chứ nói gì nữa. Mình nên nhớ chuyện đó, đối với chúng sanh mình đó, mình theo kinh điển nói theo thực tính pháp và cái tâm nó phát sanh chỗ đó vậy. Nhưng mà cái sự sanh diện nhanh của cái tâm đó mình không có khả năng mình nhận dạng những cái gì, như là cái lưng chân giống như là huynh hỏi, mà chỉ có ít khổ thì là lạc, mà ít lạc á thì chúng ta nó cảm thấy khổ, chứ không có gì hết á. Nam mô Bụt Thầy. Xà thú, xà thú. Dạ, kính trần Thượng Tọa Lý Tông rất là quan hỷ xà thú. Dạ, nhưng mà cái trường hợp con thấy có cái trường hợp như vậy không biết như thế nào. Dạ, ví dụ như giờ mình ngồi mình thiền mà chân mình đau, thì lúc mà nó đau lên cái phát sanh cái thọ khổ. À, nhưng mà trong khổ mình ngồi chịu lát cái nó thấy nó đã rồi thôi, nó đau mình kêu là thú đo thương, tức là cái thấy quan hỷ trong cái đau đó, nó phát sanh những cái pháp này, mình thấy quan hỷ trong cái đau đó, thì như vậy không lẽ trong cái khổ đó nó lại có cái hỷ có lạc nó hay sao chứ? Dạ, con cũng tỉnh sư quan hỷ giải thích ạ. Nam mô Bố Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Vị. Nó có như chúng tôi nói nãy đó, nó ít khổ thì mình cảm thấy như lạc
nhưng mà nó ít lạc thì mình nói khổ nó có trong đó đó, nhưng tùy theo cái độ bén nhạy của cái lộ trình tâm mình nó ghi nhận lúc đó mà thôi, chứ còn không có cái chuyện phần nửa cái đó hay cái phần nửa là không có. Phần nửa mình nói theo thực tinh pháp 100% thì có, nhưng mà cái thực tinh pháp 100% chỉ có Đức Phật biết mà thôi. Bởi vì trong một cái búng tay mà nó thành ngày diệt một ngàn tỷ lần như vậy, cái đó là phải trí tuệ thứ thiệt kia, không mình trí tuệ thứ dũng dũng. Nghĩa là mình đâu có nói chứ tại sao mà mình đương ngồi nó tê vào mà mình hơi đừng nói là không có dở cản dở chân, chỉ cần hơi nhúc nhúc là cái thấy không, nhúc nhích cái là mình thấy khỏe re liền. Là tại sao lúc đó nó còn khổ còn, nhưng mà nó bớt cái là mình thấy cái khác liền, chứ nó không có nó không có động lương chừng hay là trong nó đang đau vậy mà mình vẫn thấy lạc thì cái chuyện đó mình thấy mình nhìn sao chứ làm sao thấy được. Nó phải bớt một vài cái nó bị mình mới thấy được ngược lại cái kia. Nam mô Phật Thầy giá. À, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. À, thú xa thú kính chào sư. À, con thấy có câu hỏi thằng Minh Tâm MC gì mới leo cái bỏ rồi bỏ máy chạy mất tiêu. À, thấy có tam giới vô gì đây, tam giới vô ân gì đó. À, có Minh Tâm rồi lên đọc câu hỏi kìa. Rồi bỏ mất tiêu vậy, rồi làm phận sự mình chứ. À, đọc luôn hả? Rồi đọc luôn ha. Kính thưa sư, tứ danh quẩn thọ tưởng hành thức không thể tách riêng ra từng thứ, vậy làm sao chỉ nhận biết được thọ mà không lẫn lộn với ba thứ còn lại, thưa sư? Và con cũng thỉnh sư quan hệ giải thích ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự là thực tinh pháp nó phát sanh tối thiểu nó phải có tới 8 nữa. Gọi là sắc nên là có 8, còn danh thì nó cũng có nhiều hơn chứ không phải ấy, nhưng mà còn bốn cái tọa tưởng hành thức là mình nói theo quẩn thì nó có bốn cái vậy. Nhưng mà tại sao biết cái xin thưa là cái lộ mỗi lộ trình tâm phát sanh chỉ nhận được một đối tượng mà thôi, mà cái đối tượng đó nó dựa theo một số cái điều kiện, thì cái điều kiện đó là người là học gì pháp thì phải biết trà tụ lắc hành hạ đó, từ cái nhân gần đó mình dựa vào cái nhân gần nên biết nó là cái gì, đồng ý là nó đứng chung với mấy kia. Nhưng mà nó đứng chung, nhưng mà mình nhìn ví dụ như ngay cả mình thấy bốn người quen mà đứng, nhưng mà khi nào mà mình nhìn là cái người nào mà mình quen mà mình thích nhất là mình chỉ thấy một mà thôi, chứ làm sao thấy cả bốn được. Nhưng mà nhìn kỹ là mình mới thấy bốn, nhưng mà mình cái tích tắc của cái nhìn là chỉ thấy được một mà thôi. Thì cái sắc thọ tưởng hành hay là tám sắc bất ly này kia đó, thì cũng vậy, nó đi chung như vậy. Nhưng mà cái sự nhận thức của một lộ trình tâm ốc xanh nó chỉ nhận được theo cái điều kiện của trợ tụ lắc hà nạ của mỗi cái pháp. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. À, xa thú, nhìn thấy không ai hỏi nữa, giờ tiếp tục. Tiếp tục. À, hỏi gì nữa đây? Còn nè, kính thưa sư, khi thân thức thọ khổ thì ngay lập tức ý thức bắt cảnh xúc đó làm cảnh pháp, cũng có sở hữu riêng, sở hữu thọ riêng, vậy khi quán thọ là quán thọ nào thưa sư? Dạ, yeah. Con thỉnh sư giải thích tiếp cho tam giới vô quan gì đó, vô ân gì đó. Dạ, yeah, con thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Bất cứ một cái gì xuất hiện á, nó đều nằm ở trong bốn cái foundation hết á. Thứ nhất
là thân, thứ hai thọ, thứ ba tâm, thứ tư pháp. Thì mình dựa vào một số điều kiện để mình có thể quán được cái gì. Chứ còn hỏi riêng sợ riêng quán gì đó, hỏi về tức là không hiểu được cái lộ trình tâm. Lộ trình tâm khi thân thức khổ sau đó là nó phát sinh một cái lộ nữa, nhận được cái điểm mà của cái thân thức á, rồi cái rồi nó mới trở lại cái của thân, tức là thân thức thứ hai, nó nhận được một chấm, nó xuống thêm một cảnh nữa, nó gọi ati tặc kha ná quý thị, rồi sau đó tới sa mu hạt kha ná quý thị, tức là nó góp lần điểm góp rất nhiều điểm rồi sa mu kha ná thị, rồi nó phải thành ạch thật kha ná quý thị hoặc là na mắt kha ná quý thị. À, thì tùy theo từ cái chỗ đó như vậy thì mình mới biết mình quán được cái nào. Chứ còn bây giờ mà hỏi kiểu mình không có thông suốt cái lộ trình của nó thì mình muốn quán nào chuyện của mình, chứ hỏi làm gì, thấy không? Chứ đâu phải thân thức nó diệt là cái khác nó quán là ấy được. Nó phải theo cái từng tự của nó rất là nhiều. Mà cái thân thức đau khổ là cái lộ ngủ không thể nào dùng để làm cái cho cái thiền minh sát được cả. Nam mô Bích Thầy gia. Dạ, kính thưa ân sư, giờ sau đây con thấy vô thẳng nhận được lộ trình tâm rồi, mình sẽ làm gì, xin thỉnh sư. Dạ, con kính thỉnh sư Lửa Tông ạ. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiện giờ kính thưa quý vị. Lộ trình tâm nó phát sanh là nó diệt, mình nhận cái gì? Nam mô Bồ Tát gia. Xa thôi, thấy cũng chắc cũng sắp hết giờ rồi, lên hỏi sư một số vấn đề nữa để quý vị quan hỷ ha. Thì kính thưa sư, trong cái vấn đề mà nói về tâm, tâm lộ trình tâm đó, thì trong cái phần niệm tâm đó thôi sư, Đức Phật có dạy khi mà tâm mình có tham thì mình biết, tâm có tham thì biết. Dạ thưa sư, tâm đang có tham thì sao mà biết được thưa sư, tham thì sao mình biết, mình sao mà có chánh niệm được. Dạ thì như vậy tâm có tham mà biết tâm có tham thì vấn đề này mình phải giải thích như thế nào cho nó được rõ ràng cho Phật tử được hiểu ạ. Dạ con cùng thỉnh sư. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiện giờ kính thưa chư quý vị, cho trí tuệ nó phát sanh là biết cái tham, thì cái tham nó phải diệt. Nhưng mà việc tích tắc lúc đó biết liền thì vẫn được gọi là biết tham đó. Nên bởi vì trong văn phạm Bali đó, cái bạch chụp bình á, nó có ba chuyện để nói. Hiện tại đó, hiện tại của hiện tại thiên về quá khứ và hiện tại thiên về vị lai. Thì mình thấy là mình thấy cái hiện tại thiên về quá khứ hoặc thiện vị lai mà thôi, chứ mình không thể thấy hiện tại của hiện tại được. Chúng tôi thí dụ như cánh cửa đó, quý vị dở cái chân lên để bước qua đó, vừa dở chân đó thì gọi là hiện tại. Nhưng mà đẩy chút tới là cái chân ngang cái cửa thì cái chân mà bước hồi nãy gọi là hiện tại của quá khứ rồi. Cái hiện tại của hiện tại, và khi qua một chút là hiện tại của tương lai. Thì khi mà mình thấy cái hiện tại của hiện tại không được, nghĩa là không có khả năng thấy, chỉ có Đức Phật thấy mà thôi. Thế nên mình thấy trước đó hoặc sau đó, nhưng mà tích tắc liền trước đó thôi, chứ để lâu thì không được. Nghĩa là một lộ trình tâm, hai lộ trình tâm, không phải một lộ trình tâm, nó không đúng. Nghĩa là một số cái sanh na của hữu phần, bởi vì giữa lộ trình lộ ý nó khi nó diệt rồi, nó có một số cái chuyện liên quan tới những cái hữu phần nó phát sanh, rồi nó mới xuống cái lộ trình tâm khác. Thì tích tắc trong vòng cái tích tắc nhanh như vậy thì mình còn có thể gọi là thấy tham được. Còn nếu qua đó rồi thì phải gọi là tâm không có tham, biết không có tham, chứ không thể nói biết tâm có tham được. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, xa thú, kính thưa thượng tọa Lửa Tông, rất là hoan hỷ. Kính dân sư cành hoa để mà cúng dường chư tăng nhân. Thì cũng trong cái vấn đề này con thấy là khi mà giờ
một cái vấn đề nó phát sanh lên, chẳng hạn như cái tâm tham phát sanh lên thì nó tới hàng triệu triệu lỗ từ tâm nó phát sanh, rồi khi mình biết nó đi quá xa rồi thì như vậy nó đâu còn gọi là niệm nữa. Khi mình nói mình niệm vậy thực sự là mình đang tưởng, thì vấn đề này phải nên hiểu như thế nào và phải có phương pháp như thế nào để mà mình có thể hiểu được, mình ghi nhận được, mình niệm được cái pháp nó mới vừa phát sanh thôi. À, con cũng tỉnh chưa ạ? Nam mô Bụt Thầy Già dạ, kính thưa thông hiện giả dạ, kính thưa chư quý vị, mà bây giờ sự liên tục của danh sách nha, mình đang quan sát về cái sự liên tục đó, và thứ hai đó là trật tự lắc hồi nãy như chúng tôi nói là cái nhân gần làm được cái thành, mình mới thấy nó, mình mới thấy được cái đó. Mà khi mình có sự liên tục như vậy thì mình mới ấy được, còn nếu mà không có sự liên tục nó qua, mà khi nó qua cái khác, thành ra chúng tôi mới nói là trong một cái đối tượng mình có thể quán cái thân thọ tổng pháp được là như vậy nha. Chứ nó đâu có ở chỗ, mà nó nhanh ghê lắm. Mà thường thường mình cứ nhìn đi nhìn lại thành ra mình mới trễ đó, mình mới trễ. Ngay cái ví dụ như một cái câu định nghĩa thôi, cái câu định nghĩa liên quan tới một cái tâm thôi là mình đã thấy nó có nhiều chuyện để nói, chứ đừng nói khi mình hạ thủ công phu với pháp hành. Ví dụ như bây giờ mình nói tâm sân đi, mình nói tâm sân đó. Thì đô mà nát xà xà ra tăng, rồi tới bà thì khá sẵn bà giúp tập à sẵn hoặc xà sẵn cả căn. Thì nếu mình muốn quán cái thọ đó là vừa tích tắc cái chỗ đô mà nó xà ra tăng mình quán ở đó. Nhưng mà nếu cái tâm mình nó nhại gì cái khác thì tới tới chừng mà bà thì khá sẵn bà giúp tăng thì lúc đó biết biết tâm có sân liền. Nếu mình là cái người mà mình học điều đầy đủ điều kiện mà mình có nó năng lực cái Atabi Sambhasano mà nó có năng lực đó, là mình thấy ngay cái qua cái quan tâm ngay chỗ đó liền để tâm đang có sân. Còn nếu mình không thấy thì mình vẫn tiếp tục cái cũ, mà tiếp tục cái cũ mà nó vẫn liên tục về vòng vòng, có một số cái lộ trình tâm khác nó chen vô nhưng mà nó không có, nghĩa là nó khỏi dẫn tính được cái là bạch trụ banh còn cái hiện tại là còn cũ quá khứ, quá khứ thiên về hiện tại, vẫn vẫn tính được là mình đang có cái pháp đó là đối tượng. Nhưng mà những cái gì mà sắp tới cái lộ đắc đạo quả thì nó mới nhanh, mới bớt cái phá quan khá trở lại. Bởi vì thường mình nó giữ hai cái lộ trình tâm là phá quan khá nó phát sinh hàng tỷ tỷ sát na, chứ không phải một hai tỷ sát na đâu, hàng ngàn tỷ cái sát na giữa đó. Thành nên nhiều khi mình quán xét nó không liên tục là tại giữa những cái lộ trình tâm để mình quán đó, cái sát na phá quan khá nó nhiều quá là mình theo không kịp, mình thấy nó không có đủ chứ không có gì đó. Khi nào mà cái niệm mình nó mạnh hơn thì nó bớt lại, thì lúc đó mình mới có, mình thấy liên tục những cái gì mình muốn thấy mà thôi. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xa thú, dạ, kính trên thượng tọa lưu tâm, dạ, rất là quan hỷ. À, vô thăng đỡ xíu nha, hỏi sư, sẵn sư, sư, sư nói về vấn đề có liên quan đến Atabi Sambhasano và Satima, Satima này, thì con cũng thỉnh sư, thì tại sao Đức Phật dạy là phải tinh cần trước rồi mới tỉnh giác, rồi sau cuối cùng mới là chánh niệm, tại sao Đức Phật không nói là Satima trước, mà nó nói là Atabi trước, thì vấn đề này nó có một cái mục đích nào không, hay là có một cái phương cách nào, Đức Phật là có một cái đắc ý nào để cho Phật tử tu học theo cái vấn đề này không ạ? À? Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Già kinh bạch chư tôn hiền giả kinh thưa chư vị, cái Atabi tại giờ Atabi nó có bốn cái, bây giờ là nhớ bốn cái. Nếu Atabi mà nó có năng lực rồi nó mới duy trì được cái thiện pháp, thì cái sở tiện nó mới có mặt được. Để ra ta bị cần đó, nó có bốn chuyện nó phải làm, phải không? Bốn chuyện nó phải làm, thì cái chuyện mà quan trọng nhất đó, để mình hành có thể hành được đó là giữ thiện pháp phát sanh và làm phát triển thiện pháp đã đó cho nó phát triển, thì cái thiện pháp nó còn ở lại nó mới có thể sẵn phát sanh giá được. Chứ nếu mà cái thiện pháp mà không có duy trì được cho nó như cái nó đang hiện hữu đó, nó lọt xuống một trong cái lộ bất thiện, cái là Atabi nó thành là tà tinh cần, thì làm sao mà cái sở tỷ sampajanya giá nó phát sanh được,
thấy không? Đó. Sa ti thì nó liên tục, nhưng mà tu bi nó có bốn chuyện, còn sống bà chánh giá thì nó có cũng có bốn chuyện đó. Quý vị thấy một cái liên quan tới bà sống bà chánh giá nó cũng có bốn chuyện. Thì nếu mà học nghiên cứu kỹ về Atabi bốn cái chuyện đó và bốn cái chuyện của Sampajanya, mình sẽ thấy cái niệm nó duy trì được là nhờ hai cái agan đó. Còn không có niệm bây giờ cái anh đầu mà nó yếu là dễ lọt vào ác pháp lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, yeah, sa thú con thấy bên kinh đã sa thú nhà kinh tri ân ngài rồi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Giá. Dạ lúc nãy Nhật Bình thấy bàn tay Võ Thắng phải không? Dạ hay là cái nick này Nhật Bình không biết đọc. Dạ có phải bây giờ vị cần mít không? Dạ nếu cần mít thì xin mời bàn tay trả lời ạ. À. Nam Mô Bổn Sư Giá. Dạ kính mời ạ. À. Bụt Tha Giá, Nam Mô Bụt Tha Giá, Tha Ma Giá. Đức Thắng xin hỏi rằng mình tu cái tâm sanh chết hay là tu cái tâm không sanh không chết, và cái phương pháp nào để mình tu sửa tu tập, và xin kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Giá. Kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, tâm nó sanh diệt thì mình phải biết nó thôi, còn cái tâm mà không sanh không diệt là không có, không có cái tâm nào không sanh không diệt hết á. Nhưng mà tại vì cái tâm nó sanh nó diệt, nhưng mà trong loại tâm nó có hai thứ, một là ác tâm, hai là thiện tâm. Thì mình tu tức là mình làm thế nào để cái thiện tâm nó nhiều, cái ác tâm nó ít lại. Chứ khi nào mà cái thiện tâm mà nó đầy đủ năng lực để nó diệt hết những ác tâm đó, thì lúc đó mình gọi là nghĩa là thành bậc A-la-hán, thì lúc đó mới khỏi cần, mình không có tu nữa. Chứ còn phải tu là phải dựa vào cái những cái tâm sanh diệt mà thuộc loại thiện chứ không có thuộc loại ác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, cảm ơn sư. Theo do Thắng nghĩ là tu cái tâm không sanh không chết, tại vì cái tâm này nó sẽ luân hồi, thì cái đó là cái không chết, còn cái tâm chết thì có 100 năm mà, cái đó là người ta gọi là nghiệp định. Mình không hiểu theo cái cách sống chánh mạng của sư là không có nguyện độ chúng sanh, đúng không? Mình xin kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, anh nói cái 100 năm đó là cái đấng di chế định người ra người chết. Còn cái tâm nó chỉ sanh như một sát na, nó sanh là nó diệt liền trong một sát na, nghĩa là trong một cái búng tay tâm sanh diệt 1.000 tỷ sát na, nghe không? Chứ không có cái nào là 100 năm. Nếu 100 năm cái đó là nó vô cái chuyện khác rồi. Còn hỏi chúng tôi không có độ, chúng tôi chỉ độ những người hữu duyên thôi, còn những người vô duyên độ vô ích, nghe không? Hữu duyên mới độ được. Còn dòng tới vô duyên Đức Phật độ chưa được thì chúng tôi có khả năng để độ đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ Nhật Bình kính mời Võ Thắng cầm mic trở lại ạ. À, nói như thế này thì không biết là câu hỏi hay là như thế nào, và kính mời ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Võ Thắng là đệ tử của Pháp Môn Mật Tông. Minh Thắng là đệ tử của thầy Thích Pháp Chấp
phái Nam Truyền ở tỉnh xá Cát Lái. Mình muốn hỏi về cái tu của cái phương pháp để thể hiện cái ánh sáng trí tuệ, tức là phần tâm linh, hay là tu về phần tâm ý phàm phu. Phàm phu thì tu đạo đức, tu nhân cách, nhưng mà về tu sĩ, con đường của giải thoát hay là của tu sĩ đó, thì tu về tâm linh đúng không? Xin kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa quý vị. Vậy thì nên tìm mấy vị mật tông hỏi đi. Còn cái tâm linh với tâm ý đó là pháp đời, nghe nói theo đời chỉ vui thôi. Chứ ở đây đó nó có bốn chuyện để nói, tức là tâm, tâm sở, sắc và niết bàn. Niết bàn là thuộc về vô vi siêu thế, mình không có bàn, mình chỉ bàn tâm, tâm sở với sắc mà thôi. Sắc là cái thân của mình đi, còn tâm đó tức là những cái gì mình suy nghĩ, những cái gì mình lấy này kia đó, cái đó là nói bằng cách bình dân thôi. Còn cái tâm sở là những cái pháp mà nó trà trộn vô để nó làm cho cái tâm nó có chiều hướng xấu hay chiều hướng tốt đó. Còn mình nói tâm ý, tâm linh, tâm gì đó, đó là danh từ của triết học đời chứ không phải là triết học của đạo. Triết học của đạo phải nói đàng hoàng, nói ấy, cái câu mà mình nói, mỗi chữ mình nói ra nó đều phải có cái thực tính pháp theo đó thì mới là cái gì. Ví dụ mình nói sắc thần kinh mắt là cái gì, tức là cái mà để cho cái sắc cảnh sắc nó xúc vô để mình thấy được. Nói về thì mới nói theo gì pháp để mà tu được, chứ không nói rồi đem cái triết học đời đâu mà nói, không ấy biết đường đâu. Để triết học đời có nhiều cái câu nghe thì nó hay, nhưng mà không thể áp dụng vào những cái phương pháp hành thiền của giáo pháp Đức Phật được. Còn mà những cái đó là muốn biết thì này, hồi nãy nói là tu theo ai đó thì cứ hỏi cái vị đó cho chắc ăn. Chúng tôi là hệ Nam Truyền, thành ra cái nhiều khi của Bắc Truyền chúng tôi còn không rành, đừng nói của hệ Mật Tông thì mấy đó chúng tôi không có rành. Thành ra quý vị thì chắc là vô không trúng chỗ rồi, vô trúng chỗ hỏi thì sẽ được câu trả lời như ý, còn vô không trúng chỗ hỏi cũng vậy rồi, bởi vì chúng tôi không có rành về bên Mật Tông với Bắc Truyền. Chúng tôi là hệ Nam Mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cần sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng này có được cơ hội dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Phá qua tu sắp bằng mặn khả lăng rắc hẳn tu sắp bà đê quá tạ sắp bà bút thà nụ phà huê ná sà đà sò thi phá hoành tu tê. Phá qua tu sắp bằng mặn khả lăng rắc hẳn tu sắp bà đê quá tạ sapa thamma nupa ve na sada sati phawan tu te phawatu sapa mangkalang rakhan tu sapa devata ba sangka nupa ve na sada sati phawan tu te. Nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ nam mô Ratanatayasa. Dạ sa thú lành thai, dạ bạch ngài, hôm nay cái đường nét của ngài trí đức bị rớt rồi ngài, dạ như vậy là con cũng thỉnh ngài chúc phúc cái đạo tràng được không bạch ngài, để ngài nghỉ sớm con sớm hối sao được không ạ? Dạ cảm ơn cô tư nữ tỳ viên, dạ con kính dâng bức tính ngài ạ. Dạ sa thú con thành kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được ngày hôm nay đến với quý ngài với chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tông đặng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phẩm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ nhục bình kính mời quý vị cùng với nhục bình sám hối sau khi thính pháp và sau đó thì hồi hướng luôn, tại vì ngài đã chúc phúc cho đạo tràng rồi ạ. Uất tâm ăn ghê nó vấn đề hăng ba đã phẳng xung và ruột tâm ăn buộc thể vô khá lý tổ đô sơ buộc thâu khám mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ.
Vì rằng vậy chân Đức Phật là đấng Chí Tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý đến Phật bảo. Cuối sinh Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê nà vạn đề hăng thẩm anh cha đưa vị thăng quả răng. Thẩm mê vô khá đi tô đổ sô thẩm mô khá mạch trụ tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ. Hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo. Cúi sinh pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê nà vạn đề hăng sẵn thanh cha đưa vị thất tam an. Sẵn khê vô khá đi tổ đô sâu sẵn khô khà mạ tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Con đã vô ý phạm đến tăng bảo.